Rồi mình bắt đầu buổi học nha các bạn. Các bạn thấy được màn hình với lại nghe được âm thanh bên phía cô chưa? Dạ thấy cô. Rồi cảm ơn bạn. Thì mình học ha. Hôm trước thì mình xong cái phần kiếp sót rồi. Đó là một cái cách sắp xếp nhưng mà nó dựa trên cơ chế là cái tính chất của những cái giải hiếp. Như vậy thì bạn nhớ nó có hai loại hiếp must với là hiếp min. Nếu như bạn muốn sắp tăng dần thì bạn sử dụng đi kèm với lại hiếp must. Còn nếu bạn muốn sắp giảm dần thì bạn đi kèm với lại cái hip min. Thì cái phần mà để cho hỗ trợ tính toán cho nó thì bạn nhớ đó là sao, cứ mỗi một lần mà nó tiến hành nó thực hiện thì bước 1 là nó tiến hành nó cho cái anh đó nó sắp xếp cái mảng đó có được thỏa tính chất của cái hip mask trước. Nếu như mình đang giả sử mình sắp tăng dần, cái mục tiêu của nó để làm gì? Cái mục tiêu của nó là muốn quan sát xem cái giải đó coi nó đã thỏa tính chất hip mask hay chưa. Nếu nó thỏa tính chất của hip mask thì phần tử nằm ở đầu của cái hiếp đó sẽ có giá trị là lớn nhất, cho nên nó sẽ tiến hành nó hoán đổi cái vị trí phần tử ở đầu danh sách đó, tới là cái đứa cuối danh sách. Như vậy thì vô tình giống như là mình di dời cái thằng lớn nhất về cuối, là coi như mình chốt chặn được một đứa lớn nhất là nằm ở cuối giải trong khi giải của mình đang tăng dần. Sau đó thì mình bỏ bớt cái phần tử cuối ra, như vậy giải của mình là nó giảm một đơn vị. Lại tiếp tục làm sao, xem coi cái giải mà sau khi mình mới vừa hoán đổi cái thằng phần tử cuối cùng tức là a thứ n trừ 1 với cái thằng a không á, thì cái giải đó nó còn thỏa tính chất của hip mask không. Nếu như mà nó không còn thỏa thì mình phải là tiếp tục sao, đi tìm để hoán đổi sao cho nó giữ đúng tính chất của hip mask để tiếp tục nó lại đổi chỗ với lại cái anh ở phần tử cuối, tức là giống như chúng ta hoán đổi giá trị với nhau. Nôm na như vậy thì cứ sau mỗi một lần mà mình cứ đi kiểm tra tính chất lan truyền và thực hiện thì cái phần tử cuối cùng của mình á nó sẽ cứ nằm ở cuối giải là đứa phần tử lớn nhất. Cứ như vậy dần dần cho đến khi nào cái giải mình xét á nó chỉ còn một phần tử thì nó dừng. Phải chưa? Như vậy cho nên là mọi người coi kỹ là cái phần đó là cái giá trị của mình khi mà đi tính toán. Đồng thời mọi người nhớ mỗi một lần kiểm tra tính chất của heap mask thì tức là chỉ có kiểm phần nửa đầu thôi. Nếu phần nửa đầu mà nó có những cái chỉ số phần tử thì nếu như tìm heap mask á, thì mỗi một lần có con AI thì bạn sẽ so AI với lại A thứ 2Y cộng 1 và A thứ 2Y cộng 2. Nếu như AI đều lớn hơn bằng hai cái đứa chỉ số phần tử mới vừa nêu, đồng nghĩa với việc là vị trí đó nó thỏa tính chất của heap mask, thì mình cứ đi tiếp, mình kiếm tiếp ở cái vị trí tiếp theo. Phải chưa? Còn nếu như mà nó không có lớn hơn thì là coi như nó sẽ sao các bạn, mình sẽ phải tìm giá trị lớn nhất của hai đứa sau á, rồi mình đi hoán đổi cái đứa lớn nhất đó với là cái đứa a thứ y mà mình đang xét. Như vậy đó là cái quy luật mà để mình tiến hành sao, mình đi tính toán và mình xử lý đối với là một cái heap mask. Tuy nhiên nên nhớ riêng đối với hai cái trường hợp vị trí là a 1 với là a 2 đó thì có cái điều đặc trưng là do mọi người xét nó sẽ xét trước thằng a không để chốt cái vị trí của heap mask. Cho nên khi mà tới chừng vị trí mọi người kiểm cái vị trí A0 có phải là heap mask hay không á, thì mọi người lại có khả năng là mọi người sẽ phải đổi chỗ A0 với lại A1 hoặc là A1 với lại A2. Cho nên khi đó mọi người nhớ là mọi người phải lan truyền ngược về để làm gì? Để mình có thể là mình xét lại cái giá trị của nó do sau khi nó được hoán đổi thì phải chốt được cái vị trí của heap mask. Cho nên khi xét mọi người luôn luôn phải nhớ cái tính lan truyền của nó là như vậy. Và độ phức tạp của giải thuật cũng đã được thực hiện rồi. Cũng như đó là sau cái buổi thực hành đầu tiên là mình đã đánh giá được độ phức tạp của cái giải thuật đối với những giải thuật cơ bản cũng như là đo được cái thời gian thực thi bằng cái chức năng có sẵn được xây dựng trong cái anh đó là time.h. Đó là toàn bộ nội dung tới thời điểm hiện tại. Thì ở hai chương đầu tiên các bạn có cái gì thắc mắc không? Hoặc là các bạn cần cái gì trao đổi thì các bạn có thể nêu trước khi cô sang cái phần chương số 3. Lý thuyết thì có lẽ là bây giờ chờ thì vẫn chưa thấy trên trên LMS thay đổi cái gì với lại là cái danh sách của các bạn, cho nên nó là có thể là trong tuần này cô sẽ buông luôn câu hỏi trắc nghiệm luôn nha. Rồi các bạn cứ làm rồi hệ thống nó ghi nhận rồi sau này rồi coi tính như thế nào, chứ tới bây giờ thì vẫn chờ chưa thấy thay đổi danh sách lâu quá, và còn phải cho các bạn là nộp bài tập thực hành ở mỗi tuần nữa, cho nên thì cứ hiện tại thì cứ theo danh sách như thế này ha. Rồi để vài phút các bạn có cái gì thắc mắc hỏi những chương trước đó, thì các bạn có thể nêu mình giải đáp luôn nè. Để các bạn 5 phút và các bạn có cần cái gì trao đổi thì bạn nêu. Còn nếu như mà sau 5 phút không có gì trao đổi thì mình đi tiếp. Nha. Yeah.
là mình sẽ qua phần quiz shop, một cái cách sắp xếp khác. Hôm trước có bạn hỏi trên cái phần slide của đánh giá insertion shock thì hình như có vẻ trên slide hôm trước đó là chưa có sự điều chỉnh đúng không? Để cô điều chỉnh luôn insertion shock thì vị trí cái thằng Z á, để mỗi lần nó tìm vị trí thích hợp để nó chèn á, nó bắt đầu từ vị trí y trừ một nha mọi người, và nó chạy cho đến khi mà cái thằng Z này của mình nó còn lớn hơn hay nó bằng không, thì bạn chỉnh sửa lại ở cái phần slide đó để bạn hiểu đó là khi nó không xảy ra lần lặp nào, tức là nó đang nằm ở vị trí phần tử đầu tiên để mình assess. Như vậy thì nhớ dùm đó là khi đó thì Z bắt đầu từ vị trí y trừ 1, và trong điều kiện vòng lặp thì Z của mình sẽ phải là lớn hơn bằng 0 thì còn thực hiện. Rồi có ai có thắc mắc gì ở hai chương đầu tiên đó là đánh giá độ phức tạp kỹ thuật kết hợp với lại cái anh hiếp shot không, trước khi mình qua phần quy shot? Rồi, không ai thắc mắc gì mình qua workshop nha. Được chưa lớp? Qua workshop nhé. Sao được không? Dạ Mở được không? rồi, ok, mở mic nói giùm nha, tại cô đang share full toàn màn hình cho nên bạn có nhắn cô không thấy được cái tên của bạn đâu. Rồi bây giờ mình sang workshop là một cái cách sắp xếp khác. Đầu tiên cũng nói về cái ý tưởng, sau đó mình sẽ đi vào cái thuật toán, rồi mình mô phỏng chạy tay. Sau khi mô phỏng chạy tay thì mình sẽ tiến hành mình nêu cái ý tưởng cài đặt và mình nêu cái cách tính độ phức tạp của cái anh này. Như vậy thì nhắc lại là đối với là những cái phương pháp mà sắp xếp cơ bản của mình đó, thì cái độ phức tạp kỹ thuật của mình gần như đa phần là ON bình phương, tức là nó phải thực hiện giống như là cứ phải so sánh anh này với tất cả những anh còn lại. Thì với kích cỡ những anh còn lại đa phần giống như là N thì số lượng còn lại sẽ là N trừ 1, tương tự như vậy. Cho nên cái sự xấp xỉ của cách nhau một hay hai đơn vị lần lặp á, thì nó cũng xích xoát nó gần bằng với ON bình phương. Nhưng mà dĩ nhiên nó là giống như cái tuần đầu tiên mọi người thực hành rồi, mọi người thấy mặc dù nó đó là ON bình phương nhưng nếu cái giải của mình có 80 phần tử hay là 100 phần tử hay 50 phần tử thì gần như nó sắp xếp á, cái thời gian thực hiện của nó có khoảng 0 giây à, tức là rất là nhanh, tức là máy mình cái thời lượng cái khả năng tính toán tốc độ của nó cao. Nhưng mà nếu như cái dữ liệu bên ngoài đời thực của mình thì cái mảng nó không thể nào nó ít phần tử như vậy đâu các bạn, nó nhiều hơn. Thì nó dẫn đến cái việc là người ta mới suy nghĩ những cái cách người ta chia bớt cái việc cái lượng kích cỡ đó đi. Thì cái anh hiếp shot nó cũng là một cách để họ tiến hành họ chia bớt, tức là đầu tiên cũng cứ phải tính chất của cái anh hiếp shot rồi lại cứ tiến hành nó lại gì hoán đổi. Thì thực tế là cái hiếp shot thì bạn chỉ việc đó là bạn đi kiểm tra tính chất của hiếp ở phần nửa phía trước, chứ phần nửa phía sau thì bạn không có kiểm, phải không? Tại vì phần nửa phía sau thì nó sẽ không có những cái vị trí đó là 2y cộng 1 với lại 2y cộng 2. Cho nên khi tiến hành so sánh thì mọi người nhớ cái đặc trưng của những anh này nha. Rồi vậy bây giờ mình sang quiz shot thì bây giờ mình coi là cái ý tưởng của anh này như thế nào. Dĩ nhiên đó là cái phát biểu bài toán nó cũng tương tự với các bài toán sắp xếp khác,
Tức là mình cũng phải tiến hành sắp xếp một cái dãy số từ A0 cho đến A thứ n trừ 1 với các chỉ số của mình tăng dần. Trong đó, ngoài cái việc chỉ số tăng dần thì cái giá trị lưu trữ trong từng cái anh ở từng chỉ số nó cũng tăng luôn. Tức là tại vì cái mong muốn của mình muốn output ra là như vậy. Tức là sau khi mà dãy mình có n phần tử sắp xếp xong thì A0 nó cũng sẽ nhỏ bằng A1, nhỏ bằng A2 và cứ đứa sau thì nó nhỏ hơn bằng đứa trước. Cứ như vậy. Được chưa? Xin lỗi, nó lớn hơn bằng đứa trước. Còn nếu như sắp giảm dần thì tức là sao các bạn? Đứa sau nó sẽ luôn luôn nhỏ bằng đứa trước, tại vì giảm dần thì đứa lớn nhất sẽ nằm ở đầu giảm. Bây giờ nếu người ta không nói gì thì tức là người ta đang muốn mọi người đi sắp cho nó tăng dần. Như vậy bây giờ khi tiến hành mà mô hình hóa đó, thì đầu vào là bạn phải có được cái anh danh sách đặt. Tương tự đầu ra nó cũng sẽ là một cái danh sách đặt, nhưng các giá trị của các phần tử nó đã có sự sắp xếp. Như vậy khi biểu diễn trên máy đầu tiên cũng phải có những cái thông tin này. Thì giống như mình cũng đã khảo sát rồi, đó là cũng phải có max phần tử, cũng phải có tổng số phần tử hiện tại là bao nhiêu. Bạn có thể cho số lượng phần tử từ 0 tới nhỏ hơn max hoặc từ 0 cho đến bằng max cũng được. À, tùy. Ngoài thực tế thì dĩ nhiên cái mảng thì ít nhất phải phải một phần tử, nhiều nhất thì là max phần tử bạn đã xin cấp phát tỉnh. Đó là cái dĩ nhiên là cái biểu diễn đối tượng. Bạn có thể cho hai cái thông tin danh sách đặt với lại số lượng phần tử là toàn cục hoặc là cục bộ, cũng tùy vào cái việc ý tưởng thực hiện cài đặt của mọi người và cái nhu cầu mà sử dụng nó ở trong chương trình. Khi mà người ta lên ý tưởng của workshop đó, thì người ta sẽ dựa như thế này. Với một cái danh sách đặt A, mình có n phần tử là từ A0 cho đến A tới n trừ 1, thì lúc đó các chỉ số nó sẽ được đánh theo các thứ tự như vậy. Khi đó thì các cái phần tử của mình á sẽ có các cái chỉ số vị trí. Cái chỉ số vị trí này nó giúp mình sẽ tiến hành ấn định bằng cách với x là một phần tử bất kỳ trong danh sách. Thông thường người ta có thể chọn cái con x này là một cái phần tử nằm ở vị trí giữa danh sách hoặc x là một giá trị phần tử đầu danh sách đang xét, tùy. Tức là tùy người ta muốn cài đặt thế nào, nhưng mà thường đó, người ta sẽ chọn là phần tử nằm ở giữa danh sách. Người ta sẽ tiến hành người ta phân ra thành hai đoạn. Như vậy á, người ta sẽ phân dựa trên ý tưởng là nếu ban đầu đang có một dãy n phần tử, nếu mà mình có một cái đoạn một nó có một phần tử thì đồng nghĩa với việc là cái đoạn nó có thứ tự. Đó là người ta nhận định điều đó trước. Thì cái dãy mà có một phần tử thì chắc chắn là nó có thứ tự, phải không? Mà nếu đoạn 2 mà có một phần tử thì đoạn 2 cũng có thứ tự luôn. Như vậy khi đó nó sẽ tiến hành nó phân hoạch các phần tử trong danh sách thành hai đoạn để nó đảm bảo là hai đoạn này có thể tiến hành có thứ tự, thì khi gặp lại nó sẽ trở thành một cái đoạn chung là cái đoạn có thứ tự. Như vậy khi đó đoạn 1 là chứa các phần tử nhỏ hơn hoặc là bằng x. À, nhỏ hơn hoặc là bằng x. Như vậy tức là bạn sẽ có a thứ k nào đó nó sẽ nhỏ hơn bằng x với các cái chỉ số k từ 0 đến z. Như vậy việc đầu tiên bạn phải chia ra được cái dãy ban đầu thành một cái đoạn 1 là chỉ gồm những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x thôi. Và cái đoạn 2 đó là cái đoạn chứa những cái phần tử lớn hơn hoặc là bằng với là con x. Thì dĩ nhiên các bạn nó sẽ nói là gì, tại sao chỉ cái dấu bằng x đó, nó nằm ở cả hai, để nó tránh rơi vào trường hợp đó là cái dãy của mình có những phần tử trùng nhau. Tức là con x có khả năng nó lặp lại hai hoặc là ba lần. Thì tùy mọi người ấn định, đúng không? Nhưng mà mình cũng sẽ ấn định là đoạn 1 nhỏ hơn hoặc bằng và đoạn 2 á, là lớn hơn hoặc là bằng x. Nhưng mà các chỉ số này á, nó sẽ có một cái gì đó thống nhất nhất định. Nói nôm na, từ cái dãy ban đầu mình chia nó ra làm đôi. Phân nửa bên trái là những đứa nhỏ hơn nó. Và phân nửa bên phải là xin lỗi, phân nửa bên trái là những đứa nhỏ hơn hoặc là bằng nó. Và phân nửa bên phải thì là những phần tử lớn hơn hoặc là bằng nó. Như vậy đó là cái ý tưởng đầu tiên họ tiến hành, họ đi khởi tạo. Như vậy làm cách gì không biết, từ phần tử từ một cái dãy gồm có n phần tử mình phải chia ra được đoạn 1, tập hợp những đứa nhỏ hơn bằng con x về bên khu bên trái, tập hợp bên phải là những đứa lớn hơn hoặc bằng con x. Như vậy con x thì thường người ta chọn cái gì đó thì giống như cô nói, người ta có thể chọn một cái giá trị phần tử nằm ở giữa danh sách, tức là giống như lấy mid đồ vậy đó, thì nó bằng left cộng right chia 2 hoặc nó lấy n chia 2 cũng được. Như vậy cứ lấy giá trị đó làm cột mốc để phân chia thành hai khung. Được chưa? Như vậy mặc định là bạn biết bạn đã có được cái đoạn thứ nhất toàn là đứa nhỏ hơn bằng.
bạn thứ hai lớn hơn hoặc bằng. Thì sau khi mà bạn tiến hành, bạn đã phân hoặc danh sách ban đầu thành hai đoạn, đoạn 1 và đoạn 2, thì bạn lại tiếp tục, bạn vào từng đoạn đó, bạn lại phân hoặc tiếp. Tức là bạn cũng cứ đi tìm phần tử ở chính giữa. Rồi sau đó bạn cũng lại phân cái đoạn 1 á, ra làm đôi. 1.1 thì nó sẽ là gì? Những đứa nhỏ hơn bằng. 1.2 nó sẽ là những đứa lớn bằng. Tương tự, đoạn 2 cũng chia thành 2.1 là những đứa nhỏ hơn bằng. Đoạn 2.2 là những đứa lớn hơn hoặc bằng so với con x tại mỗi một đoạn. Tức là mỗi một lần có một đoạn thì bạn cứ phải tính mức độ. Rồi bạn cứ lại phân, phân nửa một đoạn phía trước sẽ là nhỏ hơn bằng, phân nửa đoạn phía sau lại là lớn bằng. Cứ cái việc phân hoặc này nè, người ta gọi quá trình như vậy là quá trình phân hoặc. Thì mỗi một việc khi mà quá trình lặp lại các công việc phân hoặc này trên các cái đoạn con cứ làm hoài cho đến khi nào mỗi đoạn con nó chỉ còn nó là một phần tử thôi, thì lúc đó mình sẽ dừng. Như vậy do vô tình khi mà mỗi cái đoạn của bạn nó chỉ còn một phần tử, thì có phải một đoạn mà khi còn có một phần tử thì nó là mặc định nó có thứ tự phải không? Như vậy đó là cái tính chất vận dụng của cái việc quy hoạch này là như vậy. Rồi, cô dừng lại một vài phút để cho bạn đọc hai cái slide, bạn hỏi cái ý tưởng, bạn coi xong rồi sau đó bạn có thắc mắc thì bạn nêu trước khi mình nói cụ thể từng bước nó như thế nào và mình đi vào ví dụ. Có khi mình chia chia ra làm hai đoạn á, thì hai đoạn này nó có nhất thiết phải bằng nhau có, hay là bên Em nào? đang nói bằng nhau là bằng về số lượng phần tử phải không? Dạ đúng rồi ạ. Cái việc mà nó bằng về số lượng phần tử nó không có cố định, tức là miễn sao đó là cái đoạn thứ nhất toàn là những đứa nhỏ hơn bằng, đoạn thứ hai là những đứa lớn hơn bằng, chứ nhiều khi nó cũng không chắc đó là phần nửa của đoạn 1 là vô tình nó bằng n chia 2 phần tử hay là bên đoạn 2 nó bằng n chia 2. Nó phân theo tính chất chứ nó không phân theo độ dài. Rồi, đọc cho kỹ cái ý tưởng nha, để xíu vô demo vô thực hiện. Để mất công quên, giống như hôm trước học cái phần kiếp sót, cái chừng làm bài tập của mình quên cái việc lan truyền đó. Nếu xíu cuối giờ mà kịp giờ thì cho làm thêm bài tập lại của hiếp shop với lại của quiz shop. Tại vì tuần này bắt đầu qua bài thực hành của tuần thứ hai thì mình sẽ cài đặt cái hiếp shop đó lại. Lại dành ra vài phút đọc dùm ha. Cố gắng đọc để hiểu cái ý tưởng của nó rồi xong rồi mình đi ví dụ. Rồi, được chưa? Dựa trên ý tưởng đó. Bây giờ thuật toán quickshot nó chỉ gói gọn trong hai bước cơ bản thôi. Bước thứ nhất, vị trí đầu danh sách nó ấn định là bằng vị trí index thứ không. Vị trí cuối danh sách là nằm tại cái chặng cuối cùng của chỉ số phần tử là n-1. Dĩ nhiên đang nói n là số lượng phần tử của giải. Trong khi left mà còn nhỏ hơn right, cứ tiến hành phân hoặc. Như vậy bạn thấy chắc chắn là cái việc phân hoặc này thực hiện rất nhiều lần. Phân hoặc danh sách các phần tử từ A left đến A right thành hai đoạn sao cho đoạn 1 là từ A left
cho đến A thứ Z nào đó. Nó sẽ là gồm tập hợp các phần tử nhỏ hơn bằng X. Đoạn 2, nó sẽ từ A thứ Z cho đến A thứ Y, gồm có các phần tử có giá trị lớn hơn hay bằng X. Nhắc lại, cái dấu bằng á, nó thể hiện cho cái việc là lỡ cái mảng mà cái vị trí bạn chọn là middle, để bạn lấy cái A thứ middle đó, bạn gán cho là bằng vị trí của con X, để bạn dùng X đó làm cái giá trị bạn phân hoạch, thì có khả năng giá trị đó trong mảng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cho nên cái việc mà cái dấu bằng ở cả hai đoạn là người ta có ý đồ, chứ không phải là không có, không phải là để dấu bằng ở đâu cũng được nha. Rồi vậy thì bây giờ cứ đầu tiên đi vào là quan trọng là bạn phải chọn được con X thôi. Cứ X bằng mấy thì cái đứa nào mà nhỏ bằng X là đưa về khu vực bên tay trái, phải không? Đứa nào mà lớn hơn bằng thì đưa về khu vực bên tay phải. Cứ thực hiện như vậy cho đến khi nào mà sao? Giải chỉ còn một phần tử, tức là phân hoạch lần thứ nhất ra đoạn 1, đoạn 2. Thì đoạn 1 đó lại tiếp tục chọn một đứa X. Nhưng mà tính chất chọn X mỗi lần phân hoạch phải là giống nhau nha. Tức là ví dụ đầu tiên bạn đã chọn con X của bạn là middle, thì lần sau khi mà ở cái đoạn 1 là đoạn con của cái nguyên giải ban đầu, bạn cũng phải chọn middle, tức là chính giữa, để làm con X. Chứ bạn không phải đó là bạn lần đầu tiên bạn chọn middle mà lần sau bạn chọn đầu giải là bạn sai tính chất nha. Tức là hãy chọn cái gì thì phải thống nhất từ đầu. Như vậy bây giờ giả sử mình chọn nó là middle đi. Như vậy A thứ middle sẽ là giá trị của con X. À, như vậy nói nôm na là gán X bằng A middle. Rồi trong khi lớp còn nhỏ hơn Y thì bạn cứ tiến hành đưa hết những đứa nào nhỏ bằng về bên đoạn 1, lớn bằng bên đoạn 2. Cái đoạn 1 lại tiếp tục tìm A thứ middle để gán cho con X mới. Sau đó lại phân nó ra thành 1.1 với 1.2 đi. Rồi 1.1 nó lại tiếp tục phân nữa. Như vậy nó cứ phân thật hoài từng cái đoạn như vậy. Như vậy chắc chắn nó phân hơi là tất cả các đoạn con, mỗi đoạn chỉ còn một phần tử thôi. Thì khi đó nó có thứ tự rồi. Thì chỉ việc sao các bạn? Giữ lại thứ tự đó mà thôi. Thì mình dựa trên việc đó, bây giờ mình đi xét một cái giải. Ví dụ như cái giải này của mình á, là nó có tổng cộng là 8 phần tử. N 5 bằng 8. Phải chưa? Như vậy thì các chỉ số là từ 0 tới 7 tương đương left là bằng 0, right là bằng n trừ 1. Khi đó bạn hoàn toàn có thể chọn x bằng chỉ số ở chính giữa, tức là bạn lấy left cộng right bằng chia cho 2 lấy phần nguyên. Thì cái thằng mà A thứ cái vị trí đó nó chính là cái giá trị x mình sẽ chọn làm cột mốc. Như vậy ở đây left là 0, right là 7, 0 cộng 7 là 7, 7 chia 2 lấy nguyên thì nó ra được là như các bạn 3. Như vậy tức là bạn chọn A3 làm giá trị X. Như vậy mình sẽ có là 50. Được chưa? Như vậy con X là 50. Nó sẽ nhận nhiệm vụ làm giá trị để cho mình phân chia. Thì đầu tiên mình sẽ bắt đầu từ chỉ số đầu danh sách, tức là bắt đầu từ vị trí thứ left. Mình đi mình so sánh với lại cái con X này. Nếu nó nhỏ hơn bằng thì tức là nó đang nằm ở cái giải bên phân đoạn 1, tức là bên trái là phù hợp. Thì mình cứ giữ nó, tức là mình cứ đi qua xét tiếp cái đứa tiếp theo. Được chưa? Như vậy đầu tiên nè, con X bằng 50, chuyện gì xảy ra? Con X bằng 50 thì nó so 40 với 50, phù hợp rồi. Phải không? Mà phù hợp rồi thì sao? Thì cứ giữ nó ở vị trí đó. Tiếp tục Y sẽ tăng lên. Y sẽ tăng lên 1, nó so 60 với lại 50. Như vậy khi nó so 60 với 50 thì cái thằng 60 này lại là nó lớn hơn bằng con X chứ nó không có nhỏ bằng. Đồng nghĩa với việc nó nằm ở bên khu vực bên tay trái này là nó nằm sai vị trí, nó phải qua khu vực bên tay phải, đúng không? Như vậy khi bạn phát hiện có một đứa nào đó mà nó nằm sai chỗ thì bạn giữ nguyên cái chỉ số của thằng đó, để bạn sẽ tìm một đứa ở bên cái khu vực cái phân đoạn 2 ở bên kia đó, để bạn đổi chỗ tụi nó cho nhau. Tức là mày không có nằm đúng đoạn thì bây giờ tao sẽ chuyển mày về đúng cái đoạn ở vị trí đúng của mày. Cho nên bây giờ cứ chốt chặn thằng Y là bằng 1 trước. Thì khi mà mình chốt chặn được một cái vị trí mà mình thấy là giá trị của nó đang không có đúng khu vực á, thì mình sẽ bắt đầu ở vị trí bên kia, mình bắt đầu đi tìm các phần tử của phân đoạn 2. Được chưa? Như vậy thằng Z bắt đầu từ 7. Z là 7 thì bạn sẽ so AZ với lại X, thì bạn thấy là 70 lớn bằng 50. Như vậy nó nằm bên phân đoạn 2 là phù hợp, nó không có bị lộn chỗ. Tiếp tục, nếu mà nó không có loại lộn chỗ thì thằng C của bạn sẽ trừ trừ để nó đi về vị trí phần tử phía trước.
thì nó đang nằm tại vị trí thứ sáu, tức là A6. Nó sẽ tiếp tục nó so sánh A6 với lại X, thì nó phát hiện ra là cái thằng 10 này không có lớn hơn bằng 50, cho nên như vậy thằng 10 đang nằm sai chỗ. Như vậy khi phát hiện ra nó nằm sai chỗ, đồng nghĩa với lại việc bạn đã đang chốt chặn được hai vị trí nằm sai chỗ ở bên hai phân đoạn, thì bạn sẽ tiến hành sao? Bạn đổi chỗ hai đứa này cho nhau. Nôm na sau khi bạn đổi xong, có phải là chúng nó về đúng với lại cái khu vực phân đoạn mà nó phải nằm không? Khi đó tức là bạn đổi chỗ AI với lại AZ. Thì khi đó 60 qua vị trí của A6 và 10 xuống vị trí của A1. Rồi. Tiếp tục sau khi đổi chỗ xong thì bạn lại tiếp tục sao? Bạn xét coi cái thằng Y với lại cái thằng Z này á, nó đã chắc chắn rồi. Thì bạn chỉ việc là bạn sao? Bạn tăng thằng Y lên giá trị mới, tức là bạn bắt đầu lại ở cái phân đoạn bên tay trái. Bây giờ bắt đầu lại phân đoạn bên tay trái thì vị trí một hồi nãy nó mới hoán đổi xong, tức là nó nhận được giá trị của cái đứa nằm ở đúng phân hoạch rồi. Cho nên chỉ việc tăng Y lên thôi. Y bằng 2 thì trong trường hợp này nó đi so 15 với lại nhiêu các bạn? 50. Đồng thời thằng Z ở bên kia đổi chỗ xong là cũng tự tụt xuống một đơn vị. Tại vì cái vị trí mới đổi chỗ xong là nó đã nhận được giá trị phù hợp với phân hoạch của nó. Bây giờ so sánh thằng Y với lại thằng X, AI với lại X. Thì AI nó nhỏ bằng X, như vậy nó nằm ở khu vực bên trái này là phù hợp. Phải chưa? Rồi vậy như vậy khi đó thì sao? Giữ nguyên, Y sẽ tăng lên. Y tăng lên là 3. Tức là A3 nó sẽ so với lại 50 thì nó nhỏ hơn bằng, như vậy nó nằm đúng phân hoạch. Đúng không? Thì coi như lúc này sao? Nó sẽ tiến hành, nó sẽ dừng. Ở khi đó bắt đầu là gì các bạn? Thằng Y của mình hết chỉ số của cái vị trí ngay khu vực phân hoạch rồi. Thì nó sẽ chạy qua thằng Z. Z là 5 thì nó so, X là 50 so với lại 20, thì rõ ràng là thằng 20 nó nằm sai vị trí. Thì hồi nãy bạn dừng thằng AI ở đâu thì bạn sẽ hoán đổi AI với AZ ở chỗ đó. Được chưa? Rồi vậy như vậy khi đó là sao? Đầy 50 về vị trí của Z, 20 về vị trí tại cái chỗ thằng Y. Rồi lại tiếp tục sao các bạn? Coi như hai anh đó là ổn định vị trí thì Y của bạn lại tăng. Y tăng thì bạn cũng lại sao? Z cho tụt luôn. Thì lúc này bạn lấy cái vị trí này bạn đi so với là giá trị 50. Thì khi đó nó lớn hơn bạn. Như vậy nó nằm ngay tại vị trí này thì sao? Phù hợp. Đúng không? Tại vì con Y nếu mà nó tăng lên vị trí của 4 là nó vượt quá giá trị middle thì mình cho nó dừng. Thằng Z của mình đó thì lớn hơn cho nên là nó thỏa, như vậy nó tụt xuống 1. Mà nó tụt xuống 1 thì lúc này sao? Nó vượt quá chỉ số của middle cho nên nó cũng dừng luôn. Như vậy khi Z bằng 3 nhỏ hơn Y bằng 4, đồng nghĩa việc giống như bên trái mà nó lớn hơn bên phải á, thì mình sẽ dừng cái việc phân hoạch này lại. Người ta gọi đây là quá trình dừng phân hoạch lần 1. Như vậy bạn đã tạm thời bạn chia ra được thành hai đoạn, và hai đoạn này á người ta sẽ gọi đó là giải con 1 và giải con 2. Như vậy khi đó có phải là bạn được giải con 1 gồm có các phần tử từ A0 cho đến A thứ middle ban đầu á, tức là A3, và giải con 2 là từ A4 cho đến A7. Trên giải con 1 bạn sẽ tiếp tục phân hoạch với left bằng 0 và right bằng vị trí của thằng Z mà sau khi nó dừng phân hoạch của giải đầu tiên đó, tức là vị trí thứ ba. Còn giải con 2 thì tiếp tục thực hiện từ vị trí left, tức là y bằng 4 cho đến cuối. Như vậy trên mỗi đứa lại có một giải con, lại tiếp tục phân hoạch giống như quy luật lúc nãy. Đồng nghĩa với việc bạn cứ thực hiện cho đến khi giải con chỉ còn một phần tử, thì khi đó danh sách của bạn tự động nó sẽ được sắp xếp nhờ vào các lần nó đi tìm được vị trí phù hợp của các phân đoạn con. Như vậy đây là một bước chạy thôi của cái việc phân hoạch bằng Wishart. Rồi cô dừng lại một vài phút. Các bạn nào thắc mắc hay là cần trao đổi cái gì thì nêu luôn.
Cô ơi cho em hỏi. Sao bạn? Ví dụ như bây giờ mình tìm một cái thằng ở bên trái nó sai vị trí, xong rồi mình sẽ phải tìm một thằng ở bên phải cũng sai vị trí rồi mình đổi chỗ cho nó. Nhưng mà nếu như mà mình không tìm được thằng nào ở bên phải thì mình làm gì cô? Nếu bạn không tìm được với bên phải thì chắc chắn bạn sẽ dừng lại ở một cái thằng Z nào đó. Đó là điều hiển nhiên phải không? Tức là thằng Z nó chạy mà cho đến một lúc nào đó nó chạy đến hẳn cái giá trị là nó nhỏ hơn thằng Y của bạn luôn. Đó là điều hiển nhiên. Bạn luôn luôn mà sẽ có thể chốt chặn được một cái thằng Z. Phải chưa? Đó là điều chắc chắn. Tức là nếu nó cứ tụt dần thì chắc chắn nó tụt đến một lúc nào đó là thằng Y của bạn sẽ nhỏ hơn thằng Z. Xin lỗi, thằng Z nó sẽ nhỏ hơn thằng Y. Như vậy thì khi đó bạn tiến hành bằng đổi chỗ hai đứa nó cũng vẫn được. Hình dung không? Tuy nhiên á, mỗi một lần mà người ta chốt chặn được vị trí của thằng Z với bạn, thì nếu như mà trường hợp suôn sẻ, tức là phân nửa bên phải đó, toàn bộ là những đứa lớn hơn bằng hết, đồng nghĩa việc Z của bạn nó sẽ chạy tới khi nào? Nó chạy tới phân nửa, tức là nó chạy tới vị trí middle, sau đó nó bị tụt một đơn vị nữa, tức là giống như nó nằm ở vị trí là middle trừ một á. Thì khi đó bạn có thể bạn xét một cái điều kiện là nếu như mà y nó nhỏ hơn bằng z á thì nó sẽ làm sao, nó mới cho tiến hành đổi chỗ. Còn nếu như mà thằng z của mình á mà nó nhỏ hơn thằng y thì bạn không có đổi chỗ. Như vậy khi mà bạn không đổi chỗ á, thì lần sau cái vòng lặp của bạn á nó quay trở lại để nó tiến hành nó đi xét tiếp cái một con y mới á, thì nó sao, nó cũng dừng ngay tại vị trí đó và nó sẽ tiến hành nó dừng phân hoạch. Tuy nhiên chuyện đó đó thì gần như là bạn nên lưu ý là trong khi vị trí của thằng bên trái cái chỉ số phân hoạch bởi thằng Y với lại cái vị trí của thằng Z á, mà còn nhỏ bằng thì nó mới thực hiện. Như vậy nếu như mà không có tiến hành đổi chỗ thì thằng Y của bạn nó cứ dừng lại ở một cái vị trí nào đó, nó nằm lưng chừng ngay đó là một cái giá trị phần tử lớn hơn, nó không có đứa nào để nó hoán đổi giống như bạn nói. Thì cái thằng Z của bạn á, nó cũng chạy tới một cái vị trí nào đó mà khi còn lớn hơn thì nó cứ trừ trừ. Như vậy chắc chắn nó sẽ chạy tới, nó đụng ngay cái thằng Z của bạn là chuyện bình thường. Nó chạy tới đụng ngay thằng Y luôn. Tức là cô nói ví dụ đi, vô tình nó cái giải của bạn á, nó toàn bộ phần bên phải của thằng middle là lớn hơn bằng hết. Thế là thằng Z nó chạy tới A tới middle, cái nó tụt thêm lần nữa. Tức là nó là middle trừ 1. Ngay tại vị trí đó nó cũng vô tình là nó cũng lớn hơn bằng luôn, thì nó sẽ tụt nữa thôi. Như vậy nó tụt nữa thì chắc chắn nó sẽ tụt tới đúng cái vị trí cái thằng Y mà bạn đang dừng. Mà nó tụt tới đó rồi thì là coi như nó vẫn thỏa điều kiện đúng không? Tại vì lúc nãy bạn dừng thằng Y là bạn dừng lại ở cái vị trí nó lớn hơn bằng, nó lớn hơn chứ không phải là nhỏ hơn bằng, thì bạn mới dừng thằng Y. Như vậy chắc chắn thằng Z chạy tới đó, thằng Z ngay tại vị trí của con Y, thằng Z vẫn thỏa điều kiện của khu vực bên phải. Như vậy Z sẽ tiếp tục tụt. Mà Z mà tụt nữa đó thì nó sẽ đụng một đứa là cái đứa mà đã được chốt chặn bởi thằng Y bỏ qua, tức là cái đứa đó chính là giá trị nhỏ hơn bằng, thì nó dừng ngay tại đó. Khi đó thằng Z của bạn sẽ làm sao, dừng ngay tại vị trí phù hợp đúng không? Nhưng mà chị ít nói nghe nè, thấy cái dấu bằng không, hồi nãy cô mới nói đó, nếu nó bằng đó thì nó mới tiến hành cho tụt. Như vậy thì bạn xét cái điều kiện ngược lại để bạn loại bỏ đi thằng Y của bạn, là nếu như mà A thứ Y mà còn nhỏ hơn X thì nó sẽ tăng, còn nếu nó bằng thì nó dừng ngay đó. Thì bạn cũng có thể cho thằng AZ mà nếu nó lớn hơn một X thì nó mới tụt, còn nếu nó bằng thì nó dừng ngay đó. Rồi sau đó mình tiến hành mình swap trực tiếp hai đứa đó luôn, thì chắc chắn cô nói với bạn khi bạn loại được cái việc dấu bằng nó ra thì tự động Y với Z, dù thằng Z của bạn có tụt liên tục vì cái giải bên khu vực bên phải vẫn thỏa, thì nó sẽ dừng lại ngay tại vị trí của thằng Y. Và khi đó bạn cho hai đứa nó swap với nhau, rồi sau đó bạn tăng Y và bạn giảm Z, thì tự động lần sau vòng lặp của bạn nó sẽ dừng tại vì các chỉ số của nó đã làm sao, giống như là left nó đã lớn hơn right rồi. Được không bạn? Kịp không? Dạ được rồi cô, em hiểu rồi. Rồi. Các bạn khác dừng lại một vài phút cứ nhìn cái này xong rồi cứ hỏi những trường hợp nào có khả năng xảy ra mà các bạn thấy là bạn thắc mắc thì bạn hỏi.
nếu mà cô cho em hỏi xíu là nếu mà cả hai hai bên của nó đều nhỏ hơn cái middle mình cần tìm thì sao cô? Chưa hiểu, từ từ. Tức là bên trái nó là nhỏ hơn middle đúng không cô? Mà bên phải nó mà mấy cái số ở bên phải nó cũng nhỏ hơn middle thì sao cô? Thì lúc Hay đó là thằng y của bạn nó tuột liên tục, đúng không? Xin lỗi, thằng y của bạn nó tăng liên tục chứ, tức là tại vì luôn luôn là giá trị nhỏ hơn bằng middle, phải không? Nhưng mà nó sẽ tăng liên tục, nhưng mà nó tăng tới khi nào? Nó tăng tới vị trí middle là nó sẽ dừng. Tức là bạn cứ xét nó nhỏ hơn thì bạn cứ cho nó làm sao, nó cứ tăng như vậy, nó bằng thì bạn cho nó dừng. Như vậy thì trường hợp chắc chắn thằng y của bạn nó dừng là tới khi nào? Nó đụng ngay vị trí của middle là nó sẽ dừng. Rồi cái thằng Z của bạn bên kia thì khi thằng Y dừng thì thằng Z mới bắt đầu đi tìm. Thì thằng Z của bạn nó vô tình lúc này nó cũng toàn là giá trị nhỏ hơn thì sao? Thì nó dừng ngay đó rồi. Thì bạn sẽ tiến hành bạn hoán đổi vị trí của giống như cái thằng tại middle với lại vị trí phần tử đó. Lại lại tiếp tục làm sao? Z của bạn lại tụt thì Y bạn lại tăng. Thì vô tình nó sẽ lên cái vị trí của cái phần tử mà nhỏ hơn. Thì nó lại tiếp tục làm sao? Nó cứ tăng Y lên. Cứ như vậy. Kịp không? à kịp Bạn khác còn gì thắc mắc nữa nào? Chắc chắn cái này có nhiều đứa thắc mắc lắm. Tại vì chưa có kiểm soát hết được là trường hợp nó chạy như thế nào. Rồi, bây giờ mình chạy tay thử nha, thêm các phần tử đi. Bây giờ nhắc lại nha, để người ta kiểm soát cái việc mà cái dải bên khu vực bên kia nó luôn luôn cái thằng Z nó cứ tụt dần, hoặc là bên đây thằng Y nó cứ tăng dần hoài thì sao? Thì luôn luôn người ta bỏ cái việc bằng ra. Tức là hễ mà đụng phần tử nào mà bằng với giá trị của middle nó dần ngay đó. Mà hễ thằng Y mà nó dần á, thằng Z bắt đầu chạy. Z bắt đầu chạy thì cứ tới đứa nào mà ví dụ như mà bằng hoặc là nhỏ hơn là nó cũng dừng. Như vậy thì khi đó nó mới swap với nhau. Thì sau khi nó swap chắc chắn là nó đưa được cái đứa nhỏ hơn về vị trí ở phân đoạn 1, còn lớn hơn hoặc là bằng về phân đoạn 2. Lại tiếp tục, thằng Y của mình lại tăng để tìm cái vị trí tiếp theo mà chưa thỏa tính chất. Là tiếp tục khi mà thằng Y nó dừng ở đâu thì thằng Z của bạn nó lại tiếp tục sao? Chạy. Và nếu như mà sau khi mà nó dừng được thằng Y với thằng Z tại vị trí chốt chặn, Y còn nhỏ bằng Z thì sẽ tiến hành hoán đổi. Tại sau đó thực hiện tiếp. Nhưng mà tổng cái việc mà để gọi lại cái việc mỗi một lần bắt đầu chạy thằng Y mới ở thằng Y vị trí lần chạy tiếp theo cho đến chốt thằng Z, cái việc đó cũng sẽ chỉ thực hiện nếu Y của bạn nhỏ bằng Z, tức là nói chung là left còn nhỏ bằng right. Là cái cách mà người ta thực hiện. Rồi vậy bây giờ cô giả sử cô cho bạn một cái đoạn khác. Rồi đầu tiên, hồi nãy có nhiều bạn nó hỏi cái đó là cô nói ví dụ như là cái dải của bạn nó vốn đã tăng dần rồi. Bây giờ kêu bạn sắp tăng dần thì có phải bạn rơi vào cái trường hợp là giống như là nó không chạy gì hết phải không? Nó vui vui là vậy. Tức là ví dụ cô cho dải tăng dần đi. 7, 15, 30, 42, 67, 101. Rồi, 2, 4, 6 phần tử. Phải chưa? 6 phần tử. Rồi vậy bây giờ nếu mà chạy với cái dải này thì bây giờ mình chạy để mình phân ra thành đoạn 1 với đoạn 2 trước nè. Rồi dĩ nhiên là từ đoạn 1 với đoạn 2, đoạn 1 nó lại tiếp tục nó phân tiếp để nó ra 1.1 với 1.2. 2 nó cũng ra 2.1, 2.2. Rồi cái 1.1 á nó cũng lại ra 1.1.1 rồi 1.1.2, tương tự với mấy anh kia, tức là nó cứ phân liên tục như vậy. Thì vô tình trong quá trình nó phân chính là quá trình nó sắp xếp, nó hoán đổi vị trí đó. Cho nên khi nào mà tất cả các phân hoạch con nó chỉ còn có một phần tử, đồng nghĩa với lại việc là danh sách của bạn đã có thứ tự hết rồi.
nói nôm na nó giống như nó gọi địa nguy á. Rồi vậy bây giờ đối với trường hợp này thì vị trí left là bằng 0, right là bằng n trừ 1, cái này là 0, 1, 2, 3, 4 và 5 phải chưa? Như vậy trong trường hợp này á, middle của mình sẽ bằng mấy các bạn? Bằng 0 cộng 5 mà đem chia cho 2. 5 chia cho 2 là mình được mấy? Mình được 2 phải không? Như vậy tức là con x của mình đó là bằng a thứ middle. Là bằng mấy các bạn? A thứ 2. Mà a thứ 2 thì đang là mấy? Đang là 30. Đúng không? Hồi nãy các bạn nó đang hỏi trường hợp này đúng không? Phải không? Hồi nãy bạn nào hỏi á? Ý em phải vậy không? Còn đứa nào hỏi xong em ra rồi. Rồi, bây giờ là 30. Thì bây giờ làm sao? Đầu tiên, bạn vô bạn cứ thực hiện cái việc tính được x rồi. Y của bạn bắt đầu từ bên trái, tức là thằng Y bắt đầu từ đây. Z của bạn là bắt đầu từ bên đây. Trong khi Y sẽ còn nhỏ hơn bằng Z thì mình sẽ cho thực hiện, tức là left còn nhỏ hơn bằng right. Cái ý tưởng của mình đầu tiên là như vậy. Vậy Y bắt đầu từ vị trí này đi so sánh. Nếu mà nó còn nhỏ hơn con x thì mình sẽ cứ tăng nó lên. Còn nếu nó bằng là mình sẽ dừng ngay đó nha. Như vậy bây giờ y cho bằng 7. Đúng không? Y đang tại vị trí AI là bằng 7. 7 so với lại 30 nhỏ hơn. Như vậy y tăng. Như y lên 1. Y lên 1 thì là A1 là 15. Vẫn nhỏ hơn x. Như vậy y tăng. Như vậy y lên 2. Y lên 2 thì là AI là 30. 30 nhỏ hơn x. Sai. Như vậy y dừng ở đây. Như vậy y đang ở 2. Khi y dừng thì z sẽ bắt đầu chạy. Z bắt đầu từ vị trí thứ 5. Nếu như nó lớn hơn thì nó cứ tụt. Còn nếu nó bằng thì nó dừng ngay đó. Nha. Vậy anh này bây giờ A thứ z là A5 là 101. Nó lớn hơn 30 cho nên z tụt. Vậy z tụt xuống 4. À, xuống đây thì là AZ là A4, 6, 7. Vẫn lớn hơn X là 30, Z tụt. Z tụt xuống đây là coi như A3. A3 là 42 so với lại 30. Vẫn lớn hơn Z tụt. Như vậy Z tụt tới đây. Được chưa? Z tụt tới đây. Thì sẽ là bằng 2 luôn. Đồng nghĩa với lại việc khi đó làm sao? Nó đang bằng giá trị của con X thì nó dừng. Khi nó dừng thì AZ còn bằng nhau á, thì bạn có thể cho nó swap luôn. Swap nó với chính nó thì cũng vậy thôi. Còn không thì mọi người có thể cho kiểm tra là nếu y mà nhỏ hơn z thì mới tiến hành sao swap, còn bằng khỏi vậy tùy ha. Sau khi swap xong, y sẽ tăng, z sẽ tụt. Điều đó hiển nhiên luôn luôn phải diễn ra. Như vậy thì y tăng thì y của mình sẽ lên 3. Z tụt thì z của mình sẽ xuống 2. Xin lỗi xuống 1. Đồng nghĩa với việc lúc này left của mình đã lớn hơn right thì mình dịch. Như vậy mình dừng rồi thì coi như là sao? Đây là kết quả của mình chỉ có nhiêu? Một phân đoạn. Và phân đoạn này vị trí của mình đó, người ta gọi là vị trí mà phân phân đoạn một đó, là gì? Mình sẽ có các cái giá trị vị trí phù hợp. Nhưng mà bạn phải xét coi là cái vị trí chỉ số của thằng left đó, nó có nhỏ hơn vị trí thằng Z khi mà thằng Z nó dừng không? Nếu mà thằng Z nó dừng ở đâu đó, thì kể từ vị trí left đến vị trí Z chính là phân đoạn 1. Còn vị trí phân đoạn 2 đó, là từ cái vị trí gì? Thứ y trở đi. Như vậy thì vị trí của cái đoạn thứ hai là anh này, phải chưa? Thì khi đó giống như bạn phải kiểm tra đúng không, bạn phải kiểm tra những cái vị trí trường hợp sao cho nó ổn thỏa. Đó là tính chất của anh này. Rồi được chưa? Cô ơi, ví dụ như chỗ Y1 nữa, số 15 thành số 45 chẳng hạn thì sao cô? Nếu nó nằm 45 ở đây thì thằng Y của bạn nó đã dừng ở đây rồi. Đúng không? Thì thằng Y nó dừng ở đây. Mà như vậy thì thằng Z của bạn nó đang dừng lại ở 42 phải không? Nó lên nha, 42 nó vẫn còn tụt chứ. Nó dừng lại ở 30. Thì khi đó nó sẽ swap hai đứa này với nhau. AI với AZ swap với nhau. Tại vì Y còn nhỏ hơn bằng Z. Như vậy khi đó là 30 xuống đây, 45 lên đây. Rồi sau đó thì Y lên đây. Z tụt xuống. Như vậy thì khi đó làm sao? Dừng. Phải không? Mình hiểu Rồi. rồi. Đó, như vậy đó là cái cách để mình phân đoạn đó các bạn. Rồi, sau khi có được hai phân đoạn rồi thì sao?
lại tiếp tục gọi lại chính nó, phân đoạn lại thôi, phải chưa? Nếu mà mình chọn cái hàng middle ngang cái chúng cái số nhỏ nhất hoặc là cái số lớn nhất thì sao cô? Thì bên khu vực bên kia nó sẽ không có phần tử nào hết, sẽ có một trong hai phân đoạn nó không có phần tử nào hết. Nhưng mà thường á, nếu như mà bạn chọn middle vô tình bạn chọn ngay phần tử nhỏ nhất á, thì nó cũng sẽ nằm được chung với lại cái phần tử tại cái vị trí gì các bạn, cái phân đoạn một á, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Ví dụ đi, trong trường hợp này nè, bạn phân xong á thì một là thuộc phân đoạn một, hai thuộc phân đoạn hai, ví dụ con x nè, tại vì chắc chắn là y với z nó phải có hoán đổi với nhau thì nó mới dừng được cái việc đó là vòng lặp. Cô nói chắc chắn là nó phải có hoán đổi một lần nếu như mà bạn có số lượng phần tử. Tại vì á, bạn đã cho là khi một đứa nhỏ hơn x á, thì nó dừng. Một đứa là lớn hơn x á, thì nó dừng. Như vậy chắc chắn là có khả năng nó dừng ngay tại con x luôn. Thì nó swap với chính nó. Như vậy thì nằm ngay đó, ngay tại cái vị trí của nó là ai, thì cái vị trí đó chính là cái vị trí của thằng y sau khi nó dừng, tương đương với là vị trí thằng z. Cho nên chắc chắn cái vị trí đó đó, bạn đã có được phân đoạn thứ nhất đó, là mình nói là đi từ left cho đến thằng z, thì là cái đứa mà nó mới hoán đổi xong thì thằng z với thằng y đang nằm ở đâu thì nó nằm trình hình ngay đó, thì là coi như nó hoán đổi là ngay nằm ngay tại khu vực đó, tức là nó sẽ thuộc, nó cắt luôn vị trí của thằng z. Còn nếu như mà y của bạn á, mà nó rơi vào cái việc đó là nó được nằm ở phía trước, nó được hoán đổi xong, thì tiếp tục nó làm sao, nó lại tìm vị trí mới. Mà nếu nó tìm vị trí mới được thì chắc chắn nó cứ tịnh tiến về dần vị trí mít đồ, thậm chí hoặc là hơn, nhưng mà nó không hơn mít đồ được đâu, tại vì mình sẽ cho chặn hay là bằng hay là nó dừng mất rồi. Cho nên trường hợp mà gọi là tuyệt đối lắm á, thì là nó chạy tới mít đồ nó dừng. Thằng Z thì cũng tù tới mít đồ dừng, thì cũng cứ ngay trình hình ngay cái anh đó mà đi hoán đổi rồi đi cắt chia ra thôi, cho nên sẽ không có cái chuyện mà không phân mạch được. Nói nôm na là ít nhất nó cũng sẽ có một phần tử so với cái giải của n phần tử, nếu giống như bạn nói là vô tình mình chọn đúng ngay đứa nhỏ nhất. Cô cho hỏi là nếu mà như cái giấy trên của cô là cái số 30 nó sẽ thuộc vô giấy bên trái là giấy bên phải với cô? Tùy vào bạn chặn cái điều kiện của bạn. Tức là nếu bạn chặn cái điều kiện của bạn mà là vị trí y nhỏ hơn bằng z thì bạn còn swap á, thì bạn thấy trong trường hợp này á, nó sẽ tới đâu? Tức là hồi nãy mình nói là hai thằng này nó sẽ dừng lại, nếu mà thằng này hồi nãy nó là 4 là 15 đúng không? Dạ. Này nó là 30. Thì trong trường hợp này có phải y của bạn nằm trình nhìn ra đây không? Ngay chung luôn đúng không? Dạ. Như vậy nếu mà bạn chốt chặn đó là y với z còn bằng mà bạn cho swap luôn, thì vô tình là swap xong nó nằm ngay đây. Và swap xong đó, thì y của bạn là tăng lên đây. Đó là y của bạn là bằng 3. Z của bạn là tụt một đơn vị là z của bạn xuống 1. Thì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra là bạn lấy cái left đó, bạn so với lại con z. Nếu mà nó còn nhỏ hơn thì bạn cho cái phân đoạn bên trái đó, là từ left cho đến z. À, rồi. Còn nếu như mà sau đó tiếp tục bạn lại tính cái phân đoạn ở bên phải thì bạn có thể coi là nếu như mà thằng y này nó vẫn còn nhỏ hơn thằng right đó, thì cái vị trí của bạn có thể tính từ vị trí của cái thằng đó là gì, y của bạn cho đến right, hoặc là y của bạn mà bạn có thể cho vị trí đó là trừ một cho đến right cũng được. Dạ. Thì hồi nãy cái đoạn ở phía trước nè, đây cái ý tưởng cái lúc mình nêu, để cô quay về cái slide trước cho các bạn. Đâu rồi, ngay đây nè. Đây. Từ Alex cho đến AZ và anh này là từ AI cho đến ARI. Như vậy thì mình chia, mình phân đoạn nó ra tùy vào cái việc mọi người để cái dấu bằng nó có squat hay không và nó thay đổi như thế nào. Rồi, được chưa? Tiếp nha. Bây giờ cho chạy, ví dụ chạy tay nhé.
Rồi Làm chạy ok. tay nha. Rồi làm chạy tay xong mày ra được phân đoạn 1, đoạn 2 lại tiếp tục lấy đoạn 1 thử phân lần nữa giùm cô. Nha, thử phân lần nữa. Rồi bây giờ ví dụ cô cho một con số khác đi. Rồi từ từ để cho ra một cái slide đó đi ha. Rồi bạn tiến hành bằng phân đoạn cho cô giải sau đây với trường hợp n bằng 8 thì tức là cho nhiều để cho mình phân hoạt ra cái số lượng phần tử, tức là bạn chạy các chỉ số IC nó được nhiều lần. Là 5, 30, 19, 40, 37, 72, 41, 2, 4, 6, 7 phần tử rồi. Anh này là ví dụ 101 đi. Rồi, bạn tiến hành bạn phân hoạt dùm cô anh này. Rồi phân hoạch thì nó sẽ ra phân đoạn 1 với đoạn 2. Tiếp tục lấy đoạn 1 đi phân hoạch cho cô lần nữa để nó ra 1.1 với 1.2 thử đi. Chạy tay đi xong rồi một xíu rồi nói tới cái việc ý tưởng người ta cài đặt. Giống như đã nói là khi easy dừng ở đâu đó bạn có thể kiểm tra. Tùy bạn thôi. Nếu bạn cho tụi nó bằng nhau mà bạn vẫn cho tụi nó squat thì cũng được. Còn không thì người ta thường bớt. Người ta thường là nếu mà hai đứa nó bằng nhau á, là người ta không có cho squat đâu, người ta cho dừng cái việc đó luôn. Tại vì sao? Tại vì người ta thấy là nó đổ với chính nó là vô nghĩa. Và khi đó là nó dừng vòng lặp được rồi. Cho nên khi đó thì mình mới cắt được hai cái chỉ số của bạn đó là gì? Left với lại right á. Lần left, từ thằng left đi đến thằng Z á, là phân đoạn bên trái. Còn từ vị trí của thằng Y á, cho đến vị trí của right á, là phân đoạn bên phải. Cứ như vậy mà nó thực hiện. À xin lỗi nó bị giăng rồi đúng không? Để show lại. Rồi đâu làm thử 10 phút ha. 10 phút rồi coi ra được phân đoạn 1 chứ ra phân đoạn 2 chưa. Rồi mình sửa.
Rồi, phân mạch được chưa? Có điều gì bị bất trắc không? Làm được bài cơ bản bình thường, xong xíu trường hợp đặc biệt cô sẽ nói, đó là khi mà gặp trường hợp đặc biệt thì cái phân hoạch đó, hồi nãy các bạn có hỏi đó. Ví dụ như nó rơi vào cái trường hợp đó là cái đứa mà hai đứa nó cùng bằng nhau trình hình nha, tại chỉ số EC, thì bây giờ cái thằng ngay tại vị trí đó nó thuộc phân hoạch đoạn 1 hay là đoạn 2, ta thì xíu trả lời luôn. Còn bây giờ cái đoạn này có cái gì đặc biệt không? Bây giờ ngồi phân hoạch với nhau luôn nha. Rồi bây giờ đầu tiên nếu mà như vậy thì cô đổi cái bút màu nè. Rồi anh này là coi như n bằng 8. Như vậy nếu mà bạn lấy cái phần tử x mà bằng a thứ mít độ, thường nếu mà bạn đọc tài liệu bạn có thể là người ta nói không phải là mít độ mà người ta nói là bay vợt. Bay vợt này dịch ra giống như là gì? À, trong chuyên ngành của bạn gọi là cái gì? Hoa tiêu á, giống như cái người nhận nhiệm vụ làm hoa tiêu, cái người nhận nhiệm vụ giống như là điều khiển á, bay vợt á. Thì tùy ha, có người giống như hồi nãy tôi nói đó, nó chọn phần tử đầu tiên, có thuật toán đó, nó chọn là mid đồ, thậm chí có thuật toán quick sort nó cài đặt bằng cách nó lấy phần tử cuối làm bay vợt, đó là chuyện bình thường. Giờ đây bây giờ thằng x của mình á thì nó sẽ bằng a thứ mid đồ, mà trong trường hợp này là led của mình bằng không, anh này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là coi như mình có nhiêu các bạn? 0 cộng cho 7 đúng không? Tức là 7 mình chia cho 2. Thì anh này sẽ bằng mấy? Bằng A3 phải không? A3 tức là bằng mấy? Bằng 40. Như vậy bài vợt của mình, còn x lúc này của mình là 40, làm chốt chặn. Được chưa? Là bây giờ thằng Y á, bắt đầu từ vị trí thứ không, tức là từ vị trí của led. Nếu nó nhỏ hơn con x thì nó đang nằm đúng chỗ, mà nếu nó lớn hơn hay là nó bằng là nó dừng. Bạn phải có xét cái việc đó là nhỏ hơn thôi, để khi mà nó gặp nó bằng vị trí của con middle đó, nó dừng, nó phải dừng ngay đó thì nó phải chốt được cái vị trí của nó, chứ nó không nó chạy tuốt ruốc hoài thì sao. Được chưa? Lỡ giả sử giải của mình nó đang rơi vào trường hợp đó là có những cái giá trị nó hơi đặc thù, phải chưa? Ví dụ như là phía này nó toàn là nhỏ hơn, thậm chí bên này nó toàn nhỏ hơn thằng x nữa thì sao? Cho nên người ta sẽ chỉ cho là trong khi mà từng cái thằng a thứ y này mà còn nhỏ hơn thằng x á, thì y của mình nó sẽ tăng. Như vậy thì 5 nhỏ hơn 40 nên y tăng, là y lên đây. A y vẫn nhỏ hơn x, như vậy tăng. Đó, trường hợp này nè, tăng hoài luôn. Tiếp tục tới đây vẫn nhỏ hơn x tăng, như vậy tới đây là bằng dừng. Như vậy con y đang dừng ở vị trí thứ ba, được chưa? Như vậy y chốt chặn là đang dừng lại ở vị trí số 3. Khi y dừng chạy z, z bắt đầu từ ra gây z bắt đầu từ 7. Nếu nó lớn hơn con x thì nó sẽ tụt dần giá trị, còn nếu nó bằng hoặc là nó nhỏ hơn thì nó sẽ dừng. Như vậy anh này 101 lớn, nhảy z tụt về đây. 41 vẫn lớn hơn, tụt về đây. 72 vẫn lớn hơn, tụt về đây. Như vậy khi tụt về đây rồi thì sao? Sao có bạn nào nó trao đổi cái gì hả? Có bạn nào nhắn cái gì hả các bạn? Có gì không? Trời, nó hỏi con nghe buồn dễ sợ. Sao x bằng 7 chia 2 vậy cô? Tướng nãy giờ mình nói mít đồ đúng không? Mình nói mít đồ là cái gì? Mình nói x là bằng a thứ mít đồ, trong khi mít đồ là bằng led cộng ra chia 2. Nãy giờ chưa tỉnh ngủ hả? Tiếp tục nha, làm tôi tụt mút quá. Đây nói tới đâu mất tiêu rồi mấy đứa. Em nói làm gì đúng không? Z đang ở đâu? Z đang ở 701, lớn hơn x tuột. Z về đây. Lớn hơn 40 tuột về đây. Vẫn lớn hơn 40 tuột về đây. Khi con Z mà bằng 4 á, thì nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn x nên nó dừng. Như vậy khi nó dừng thì thằng Y đang dừng ở vị trí là con 40, thằng Z đang dừng ở con 37. Thì bạn hoàn toàn có thể kiểm tra, bạn nói là nếu như mà y mà nhỏ hơn z á,
thì bạn cho squat. Còn nếu như mà bằng, bạn khỏi cho squat cũng được, tại vì ý bạn nói là nếu mà bằng là nó đụng ngay cái giá trị của con x, tức là đụng ngay giá trị của con pivot, thì ngay tại vị trí đó, đó mình khỏi squat cũng được, tại vì nó đổi cho chính nó thì cũng vậy thôi. Như vậy tùy mọi người kiểm soát. Bây giờ ví dụ như nếu mọi người cho xét luôn đó là bằng thì nó cũng đổi thì cũng được, không sao, chỉ tốn thêm một lần squat thôi chứ đâu có gì đâu. Vậy anh này là coi như y nó nhỏ hơn bằng z cho nên squat, thì vậy hàng này đổi chỗ cho nhau, như vậy là coi như 37 ở đây đúng không, 37 ở đây, ngay đây sẽ là nhiều 40. Đổi xong thì y cũng sẽ tăng lên, tại vị trí này là đã chốt được rồi, như vậy y sẽ tăng lên, vậy y lên vị trí thứ tư, z sẽ tụt xuống, như vậy z xuống vị trí thứ ba. Khi mà sau khi nó được thay đổi như vậy rồi thì lép nó còn không còn nhỏ hơn roi, tức là nói vui vui là y nó còn không nhỏ hơn mình gì đó, thì sao dừng. Nhưng bây dừng rồi khi đó, đó thằng y của bạn á, nó đang ở cái vị trí sau khi tăng là y ở đây này. Của bạn sau khi tụt là nắm đây này, thì phân đoạn một của bạn á, là từ thứ lép cho đến thứ gì, như vậy nó trọn vẹn đây là phân đoạn một, tức là 5 30 19 37. Còn thằng gì của bạn á, thằng y chứ, nó đã tăng lên vị trí từ vị trí thứ tư, thì cái phân đoạn 2 á, nó từ A thứ Y cho đến A thứ Roi, tức là từ 40, 72, 41 và 101 là bạn được phân đoạn 1 với phân đoạn 2. Rồi, có ai thắc mắc gì không? Như vậy phân đoạn 1 là mình ra nhiêu? 5, 30, 19, 37. Phân đoạn 2 á, là 40, 72, phải chưa? 41 và 101. Rồi tiếp tục, anh này phân tiếp, đúng không? Như vậy lúc này á, là lép mới của mình nó là ngay đây là bằng không, right mới của mình lúc này là bằng 3. Như vậy thì không cộng với 3 chia 2 ra 1, x mới của mình trong phân đoạn 1 là bằng 30. Vậy tiếp tục y bắt đầu từ đây nhỏ hơn cho nên tăng, như vậy y của mình lên vị trí còn 30. Khi mà lên vị trí 30 dựng đứng ngay đó, thằng z của mình bắt đầu từ right lớn hơn cho nên tụt, nhỏ hơn dần dần thì tiến hành sao, y còn nhỏ hơn bằng gì, squat. Như vậy squat xong nó sẽ là 5 30 19 và 37, xin lỗi 19 nó về đây đúng không, squat rồi 19 30 rồi 37. Sau khi squat xong, y hồi nãy vốn ở vị trí này, y tăng lên thì y nó lên vị trí đây, gì nó xuống vị trí này. Như vậy bây giờ y nó còn không có còn nhỏ hơn gì nữa, cho nên mình sao, không có còn nhỏ hơn bằng gì, cho nên mình dừng. Thì từ left cho đến vị trí z là phân đoạn 1, tức là 1.1 rồi. Từ y cho đến right là phân đoạn 2, tức là coi như là phân đoạn 1.2. Tiếp tục, thằng 1 này lại tiếp tục phân nữa. Thì bây giờ nó chỉ có hai phần tử thôi, left là 0, right sẽ là 1. 0 cộng 1 là 1, 1 chia 2 được 0. Như vậy pivot của mình á là 5. Y ngay đây thì y dừng luôn phải không? Tại vì bằng z ngay đây lớn hơn cho nên tụt về. Vậy khi y z bằng nhau, nếu mọi người cho squat thì nó cũng squat y chang. Rồi sau đó y lại tăng, z lại tụt. Như vậy khi đó y không còn nhỏ bằng z, dừng. Thì đồng nghĩa với việc bạn kiểm tra coi thằng z nó như thế nào. Nếu mà nó là một giá trị mà nó làm sao, nó nhỏ hơn cả số 0 thì coi là coi như không có phân đoạn một phía trước rồi đó. Đồng nghĩa với lại việc đó là hai đứa này là thuộc phân đoạn 2 này. Được chưa? Đó thì đó nó phân nó chỉ còn có từng giải một phần tử hay cái gì đó thôi, thì lại tiếp tục thực hiện. Rồi có ai thắc mắc gì không? Bây giờ ví dụ sắp giải giảm dần đi nha, nó vốn đang là giảm dần mà mình đi sắp nó tăng dần bằng anh này. Ví dụ 60, 56, 44, 32,
2, 6, 10. Rồi, giả sử 6 phần tử đi. Đây 0, 1, 2, 3, 4, 5. Giả sử cũng chọn đứa chính giữa làm bài vệt. 5 chia 2 là 2, phải không? Như vậy bài vệt là hàng 44. Phải không? Vậy y ngay đây. Phải tìm nhỏ hơn mà nó đang lớn hơn. Vậy y dừng ở đây. Y dừng ở đây thì thằng Z bắt đầu chạy. Lớn hơn mà nó lại nhỏ hơn thì Z dừng ở đây. Khi dừng y nhỏ hơn bằng Z cho nên swap. Như vậy swap xong thì ở đây sẽ là 10. Anh này vẫn là 56. Anh này là 44. Anh này là 32. Anh này là 26. Anh này là 60. Sau khi swap xong y tăng, Z tụt. Như vậy y là 56, lớn hơn cho nên lại tiếp tục y dừng ở đây. Z là 26, đáng lẽ phải lớn hơn nhưng mà nó lại là nhỏ hơn cho nên Z dừng ở đây. Y nhỏ hơn bằng Z swap, như vậy swap xong sẽ là 10. 26, 44, 32, 56, 60. Sau khi swap xong, y tăng, Z tụt. Đúng không? Rồi khi y tăng, y bắt đầu vị trí này. Mình đang cầu nhỏ hơn mà nó bằng cho nên thằng y dừng ở đây. Thằng Z đang còn giá trị lớn hơn mà nó lại nhỏ hơn. Như vậy, thằng Z dừng ở đây. Y vẫn còn nhỏ bằng Z, swap. Như vậy khi đó swap xong, 10, 26, 32, 44, 56, 60. Swap xong, Y tăng, tức là Y lên vị trí này. Z xuống vị trí này. Như vậy khi đó, Y không có còn nhỏ bằng Z, dừng. Mà khi dừng khi đó thằng Z đang ở đây. Thằng Y đang ở đây. Như vậy thì từ left cho đến Z sẽ là phân đoạn 1. Và từ Y cho đến Z sẽ là phân đoạn 2. Rồi, còn trường hợp đặc biệt nào nữa cần nói phân hoạch nữa không? Đó, cho suy nghĩ đó. Xét coi còn trường hợp nào cần cô giải phân hoạch thử cho coi nữa thì nào. Tức là không hiểu cái cách phân hoạch đó. Rồi, cho vài phút. Ai nêu ra được trường hợp đặc biệt nào mà các bạn chưa có hiểu cái cách nó chạy thì bạn cứ nêu. Ủa cô lấy ví dụ như cái bài vợt của mình là số lớn nhất thì sao cô? Bài vật của mình là số lớn nhất. Rồi, ví dụ cho anh trường hợp đi. Bây giờ cho thử với 6 số đi. Bài vật của mình vô tình mình chọn thì middle nó là lớn nhất. Ví dụ đi ha. N bằng 6, giờ cho 6, 32, rồi lại 5 đi. Nếu bài vật bằng cái gì? N bằng 6 thì cái bài vật đầu tiên bằng mấy? 5 chia 2, 2 đúng không? Tại vị trí số 2, 0, 1, 2. Vậy này là 50 đi. Còn ví dụ ai muốn là thứ tự của nó đi lung tung thì ví dụ cho anh này là 66, xin lỗi, 46. Đó, để cho thứ tự nó lung tung nhưng đảm bảo anh này là lớn nhất. Rồi đứa này là người A đi. Rồi ví dụ đứa này nó là 27 đi. Rồi thêm đứa nữa nó là 6 đứa mà phải không? Ví dụ nó là nhiêu? 9 đi. Rồi, vậy phải thỏa ý em không? Tức là bài vợt của mình là coi như đó là... Ủa, đây 6 nè. Đúng rồi, chỉ số 5. 0 cộng 5, 5 chia 2 ra 2. 0, 1, 2. Rồi, đây là bài vợt. Ý em phải vậy không? Dạ đúng rồi. Rồi.
Bây giờ vậy con y bắt đầu từ đây, y bắt đầu từ không, nhỏ hơn tụt. Chắc chắn nếu mà thằng bài vợt của mình đang lớn nhất là thằng y, nó có tụt hoài, nó đụng và nó dừng ở bài vợt á. Rồi vậy anh này cũng nhỏ hơn tụt, nó xin lỗi tăng chứ, tăng lên đây, không còn nhỏ hơn dừng, nhưng mà thằng y đang dừng tại chỉ số anh này. Z bắt đầu từ đây, thay vì lớn hơn, thay vì lớn hơn đúng không, nhỏ đâu lớn hơn. Như vậy nó làm sao? Nó sẽ phải làm sao các bạn? Dừng ở hẳn ngay đây. Mà dừng ở đây thì thằng Y nhỏ bằng thằng Z. Như vậy squat. Như vậy sau khi squat thì sẽ là gì? 46, 32, 9 về đây, 13, 27, 50. Đúng không? Y đang ở đây, sau khi squat xong Y sẽ tăng, Z sẽ tụt. Hồi nãy Z đang ở đây nè, Z tụt thì Z xuống đây. 13 so với 50 thì sao? Nhỏ hơn, vậy nằm đúng nơi rồi phải không? Tăng. Tăng thì lên vị trí này. 27 nhỏ hơn 50, đúng đúng không? Ở đây. Dừng, nhưng phải thằng Y dừng ở đây. Thằng Y dừng ở đây thì bắt đầu chạy thằng Z. Z của mình hồi nãy là bắt đầu từ vị trí này. Đúng chưa? Thì nó sao so với lại thằng bài vợt 27 so với 50, nó không có lớn hơn. Như vậy Z dừng ở đây. Mà Z dừng ở đây thì điều kiện cái bàn swap là Y còn nhỏ hơn bằng Z, thì nó có nhỏ hơn đâu, phải không? Y lúc này nó lớn hơn bằng Z rồi, cho nên không swap. Không swap thì coi như đi ra lại kiểm tra chuẩn bị một lần mới cho thằng Y chạy. Thì lúc này thằng Y của bạn á, nó đâu có còn nhỏ hơn bằng thằng Z, cho nên dừng chạy. Vậy khi đó thằng Y của bạn á, đang nằm ở đây, thằng Z của bạn đang nằm ở đây, thì từ đây đến đây á, nó sẽ trở thành đó là gì? Một cái phân đoạn 1. Còn cái anh này nè, từ Y cho đến Right sẽ là phân đoạn 2. Thì vô tình phân đoạn 2 nó còn có một phần tử thôi. Được chưa? À, ok, có em hiểu rồi. Rồi còn đồng chí nào thắc mắc cái nào nữa không? Rồi, vậy là chạy tay được rồi phải không? Nói tiếp nha. Qua cái việc cài đặt. Được chưa? Còn ai thắc mắc không? Hỏi thiệt đấy. Rồi, không thấy ai nói gì. Không ai nói gì về cài đặt. Cài đặt trên cái mảng nào phải không? Thì cho biết cái chỉ số led với lại ROI. Còn không thì bạn có thể bạn cho số lượng phần tử thì do đây bạn cứ tính là led bằng 0, right bằng n trừ 1 thôi. Thì nó thêm hai thao tác gán nữa thôi. Còn nếu như bạn đưa ngay từ đầu luôn thì nó đỡ, để làm cái gì? Bạn có thể xài để quy với nó cho nó dễ dàng. Tại vì lần sau nếu bạn có phân đoạn 1, phân đoạn 2 thì bạn lại tiếp tục gọi quy short trên cái đoạn đó nữa. Như vậy thì bạn cho luôn chỉ số led với right trên cái mảng một chiều. À, đầu tiên bạn tính cái bài vợt của bạn. Đây, bằng A thứ middle nè. Left cộng right tất cả chia 2. Y bắt đầu từ left, Z bắt đầu từ right. Trong khi Y còn nhỏ bằng Z. Đầu tiên, thực hiện các việc sau đây. Có 3 việc nha. Việc thứ nhất là chốt chặn vị trí của Y. Việc thứ hai là chốt chặn vị trí của Z. Việc thứ ba là sau khi chốt chặn được Y, Z, nếu Y còn nhỏ hơn bằng Z thì swap. Swap xong Y tăng, Z tụt. Còn nếu như Y mà nó lớn hơn Z thì không thực hiện cái việc này, mà tiếp tục đi ra ngoài để chuẩn bị cho cái lần mới, chuẩn bị cho squat lần sau nếu như Y vẫn còn nhỏ bằng gì. Như vậy đầu tiên vô để có thể chốt được vị trí của Y là khi con AI còn nhỏ hơn X thì Y cứ tăng. Như vậy trường hợp xấu nhất đó là nó cứ tăng liên tục, nó đụng tới thằng bài vợt nó sẽ dừng, tại vì lúc đó là nó bằng, là nó sai điều kiện đúng không? Khi đó thì thằng Z sẽ bắt đầu kích hoạt, nếu như còn lớn hơn là cứ tụt. Như vậy nói trường hợp xấu nhất là nó sẽ tụt cho đến khi nó bằng thằng bài vợt luôn, tức là nó đụng ngay giá trị nó bằng. Thì khi mà như vậy mình thực hiện công việc thứ ba, nếu hai đến này mà y còn nhỏ hơn bằng z squat đó, sau đó y cộng cộng z trừ trừ rồi quay trở lại kiểm tra.
Được chưa? Nếu còn thì cứ thực hiện tiếp như vậy. Như vậy khi dừng vòng lặp này là chỉ số Z của bạn đó. Nó sao các bạn? Nó đã nhỏ chỉ số Y. Thì bạn mới coi nè. Nếu chỉ số đó mà vẫn còn lớn hơn left, tức là lớn hơn không, chứ để lỡ nó tụt hoài, nó đi xuống âm 1 thì sao? Giống như trường hợp nãy đó. Thì bạn xét nếu left còn nhỏ hơn Z thì bạn sẽ cho tiến hành phân hoặc trên phân đoạn 1, tức là từ A, chỉ số left là 0 đến thằng Z. Và nếu thằng Y của bạn tăng dần mà vẫn còn nhỏ right thì nó chính là phân đoạn 2. Bạn sẽ tiến hành phân hoặc trên phân đoạn 2 cũng trên anh này, nhưng mà chỉ số bắt đầu là từ Y cho đến chỉ số cuối là right. Như vậy cứ như vậy nó để quy cho đến khi còn một phần tử thì tự động nó sao các bạn? Nó dừng. Và trong quá trình nó tiến hành nó phân hoặc thì nó vô tình nó cũng đã sắp xếp cho mình rồi. Đó là ý tưởng của Wishart. Đó. Còn ai thắc mắc cái gì thì nêu. Rồi, không thấy ai nói gì. Dĩ nhiên đó là phải có cái mảng nó nhập xuất rồi ha. Bây giờ mình sang cái việc đánh giá độ phức tạp của giải thuật. Thì như vậy cái đoạn chương trình của mình hồi nãy nó là như thế này, phải chưa? Thì rõ ràng là mình cũng có thực hiện các phép gán, nhưng mà rõ ràng nó sẽ cứ gọi đề quy. Như vậy đánh giá độ phức tạp trong trường hợp này là bạn phải xác định được công thức đề quy. Nào, bạn phải xác định được công thức đề quy. Nói nôm na đó là đầu tiên á, bạn phải ấn định được chuyện này nè. Là khi nào nó dừng, đó là khi giải của bạn chỉ có một phần tử thôi. Thì khi giải của bạn nó có một phần tử thì có phải đầu tiên vô nó cũng phải thực hiện cái phép gán của bạn là thằng x bằng mấy, thằng y bằng cái gì, thằng z bằng cái gì. Nhưng vô tình lúc này là thằng y với thằng z nó bằng nhau, hoặc bạn có thể cho giới hạn bớt cái việc đó là nếu mà bằng thì cũng không cho nó thực hiện luôn, tức là coi như nhỏ hơn thì mới cho chạy, bằng thì mất công chạy vô trong, rồi mất công muốn tăng y gì đó thêm lần tốn lần lặp, thì tùy bạn, bạn giới hạn bớt cũng được. Nếu như mà y mà còn nhỏ hơn z như vậy rõ ràng vô không nhỏ hơn không sai, hoặc là chỉ ít là nếu nó bằng nó chạy vô nó làm được một lần thì ai so với lại x thì nó cũng sao các bạn, nó cũng dừng thằng thằng y ngay đó đúng không, tại vì lúc đó có một phần tử thì nó đâu thể nào mà nhỏ hơn với chính nó được. Tương tự thằng z cũng dừng thì chắc chắn đi vô đây khi y nhỏ hơn bằng z á là nó cũng tiến hành swap nó với chính nó, rồi y tăng z tụt thì nó tiêu tốn một lần lập nữa thôi. Cho nên thay vì bây giờ ở đây á, là gõ dấu bằng thì cô gõ nhỏ hơn thôi. Được chưa? Như vậy khi đó chẳng qua nó tiêu tốn cho mình là các tỷ lệ phép gán là 1, 2, 3. Phải không? Vì ba phép gán thì sao? Nó giống như là một cái hằng số nhỏ thôi phải không? Cho nên mình quy ước đi ba phép gán đó, nó là một anh C1. Như vậy công thức đề quy thứ nhất xác định khi mà giải chỉ có một phần tử thì tổng số lượng bước của mình chỉ có là TN là bằng C1. Khi mà n lớn 1 tức là giải của mình có nhiều hơn một phần tử thì có phải là bạn thấy là bạn cần phải tính toán là nó có cái số lượng lần thực hiện các cái bước tính của bạn nó tùy thuộc vào cái thằng độ dài, tức là số lượng phần tử là bao nhiêu. Mỗi một lần như vậy nó có chia thành hai nhánh, như vậy thì mỗi nhánh trường hợp đẹp nhất nó là n chia 2. Như vậy là nó có khoảng hai nhánh, như vậy tức là nó double lên hai lần của tn chia 2 cộng cho cái số lượt lần gán. Thì bình thường nó mình có 3 lần gán tức nó là C1, nhưng mà tại vì nó còn phải thực hiện while bạn. Cái while bên trong mình nó là có lồng ghép hai cái while con bên trong, cái tỷ lệ số lượng lần gán nó cũng phải tăng lên cộng với là cái việc swap. Cho nên trên thực tế là cái vòng lặp này nó giống như nó thực hiện n lần ứng với là cái việc độ dài ban đầu truyền vào mà nhân cho số lượng lần gán C2. Nó xấp xỉ cỡ khoảng nhiêu đó.
Cho nên trong trường hợp này khi n lớn 1 mình có thể hoàn toàn xác định nó xấp xỉ với công thức này. Tức là hai lần cái việc mà phân hoạch chia đôi. Mà mỗi một lần phân hoạch như vậy tức là phải để quy, tức là hai cái nhánh quy short ở dưới cộng với số lượng lần gán, đó là chạy với là cái kích cỡ, thì là cứ phải so sánh chạy y chạy z đúng không? Cho nên cộng thêm các gán thì giống như là kích thước là n thì nó chạy đó là C2N, cái số lượng lần tính toán. Như vậy tiếp tục. Khi đó thì bạn có thể bạn rã ra. Bạn rã cái thằng T của N chia 2, tại vì nó là để quy, thì nó lại là chia 2 một lần nữa. Cộng cho C2 nhân cho cái tỷ lệ kích cỡ đầu vào. Như vậy bạn nhân vào thì bạn có thể bạn rút nó về thành anh này. Đúng chưa? Là 4T của N chia 4 cộng 2 lần C2N. Tiếp tục bạn rã tiếp. Nha, bạn rã tiếp. Bạn ra tiếp thì bạn cứ ra tiếp tới công thức cuối cùng, bạn hoàn toàn có thể quy về nó là nó ra tới lần thứ nào thì là 2 mũ k t sẽ chia cho n chia 2 mũ k cộng k lần c2n. Như vậy khi nó dừng là bạn phải để cho thằng n chia 2 mũ k đó nó phải bằng được cái giá trị đó là tương ứng với lại giống như là bằng n đúng không? Bằng với lại 2 mũ k. Cho nên lúc này k của bạn bạn quy ra đó là nó phải bằng log 2 của n. Khi nó bằng log 2 của n đồng nghĩa với lại việc là gì? Anh này nếu bạn thế ngược vào công thức để bạn tính thì bạn sẽ cho ra được xấp xỉ con số là nó thuộc về cái lớp đó là ON log 2n. Như vậy đây là độ phức tạp của cái giải thuật Quicksort. Còn không thì bạn có thể tính là dạng nó ra xấp xỉ bất đẳng thức thì bạn cũng quy về nó được ở cái đơn vị có khoảng độ phức tạp là xích xoát như vậy. Ở đây các bạn sẽ thắc mắc là tại sao chương trình dừng khi n chia 2k, 2 mũ k bằng n. Tức là tại vì mong muốn là con n của mình nó bằng 1. Phải không? Thì khi mà nó bằng 1 á, thì tức là cái thằng t bên trong, cái thằng t của 2 chia cho n chia 2 mũ k nó phải là bằng t1. Tức là nguyên cộng nó giống như nó phải là bằng 1 á. Thì bạn hoàn toàn mà có thể quy ước ra được cái giá trị là n với lại 2 mũ k là phải bằng nhau thì chia nhau mới ra 1. Cho nên là suy ra k nó mới bằng nó là log 2n là như vậy nha. Rồi thế ngược vô công thức để tính thì là 2 mũ k, thì bây giờ k đang log 2n rồi t1 cộng cho log của phía trước là k thì là log 2n nhân c2 với n nhân phân phối vô, rút lại thì nó về xấp xỉ của cái lớp là n log 2n. Rồi vậy dĩ nhiên độ phức tạp giải phần cuối cùng của anh này là như đây, bạn có thể quy ước giảm dần xuống. Rồi dừng một vài phút, có ai thắc mắc không, cái gì thì bạn nêu.
Rồi, không thấy ai có gì thắc mắc. Bây giờ đối với là cái việc mà trường hợp xấu nhất với lại tốt nhất của anh này á, thực tế khi mà tốt nhất hoặc là trung bình á, thì nó tính theo cái đơn vị giống như hồi nãy mà các bạn thấy đó. Tức là khi tốt nhất đó là khi ra vào trường hợp là nó có thể nó dừng được đề quy khi mà n bằng 1 của mình và thế vào thì nó sẽ là on log n. Nhưng trong trường hợp xấu nhất á, tức là tất cả các trường hợp của bạn giống như cô nói, cái giải của bạn nó vô tình á, đó là những cái chỉ số, những phần tử mà để cho con y của bạn nó cứ chạy liên tục về cuối và thằng z cứ chạy liên tục về đầu. Đồng nghĩa vì giống như hai anh đó nó chạy với bằng đúng cái tỷ lệ kích cỡ của số lượng lần lập, thì vô tình trong cái hàm vòng lặp quay nó chạy tới hai lần như vậy, đó mới là cái việc là anh đứa chạy về đầu, đứa chạy về cuối, cho nên giống như là kích thước nó được nhân đôi. Và khi mà trên mỗi một giải lại tiến hành phân hoạch lại một lần nữa, cứ lại tiến hành thực hiện như vậy, tức là nó không có tối ưu được cái việc là giảm bớt được phân nửa mà thằng y với thằng z ít chạy cái tỷ lệ lần lập, cho nên nó giống như là thay vì chỉ có log 2n thì nó phía sau nó cũng sẽ là chạy n luôn. Như vậy trong trường hợp đó thì sao? Trong trường hợp đó thì cái trường hợp xấu nhất là cái thuật toán mình sẽ chạy với lại cái trung bình, đó là o n bình phương, nhưng mà nó là trường hợp xấu nhất đó. Còn nếu mà bình thường tốt nhất hay là trung bình thì nó chỉ là o của n log n thôi. Như vậy đó là cái ý tưởng của các anh quyết sót trong cái việc là tiến hành đi sắp xếp. Thì dĩ nhiên đó là giải của mình nãy giờ mình đang trình bày, đó là sắp xếp theo kiểu tăng dần, thấy chưa? Còn từ đó bạn suy ra là nếu sắp giảm dần mà bằng ý tưởng phân hoạch này thì sao? Thì bạn sẽ phải phân phân đoạn 1 là những giá trị lớn hơn, đúng không? Phân đoạn 2 sẽ là những giá trị nhỏ hơn. Nói nôm na là như vậy để cho mình thỏa cái tính chất đó. Rồi, được chưa? Ai thắc mắc cái gì không? Nó Sáng có nay cái em phần mà độ phức tạp độ nó phức còn tạp. Ừ. em hiểu là sao mà ra nó lóc nó lắm mà. Bình thường nếu như mà cái giải chỉ có một phần tử thì nó theo một cái hằng số C1 được chưa? Thế là chỉ có cỡ khoảng 3 phép gán thôi. Sau khi gán xong á là led nó còn không có nhỏ hơn gì, y nó cũng không có nhỏ hơn right, tại vì chúng nó bằng nhau cho nên hai cái đệ quy ở phía dưới nó cũng không thực hiện, cái y nó cũng không thực hiện, thì coi như trong trường hợp khi mà giải của bạn chỉ có một phần tử là nó chỉ có thực hiện ba cái phép gán thôi. Cho nên giống như nó là một cái hằng số nhỏ rồi đó, thì mình quy ước nó là C1. Trong trường hợp nếu như n mà lớn 1, tức là giải nhiều hơn phần tử, thì có phải là bạn phải tiến hành, chí ít là bạn phải thực hiện được y, và chắc chắn bạn sẽ phải có được phân hoạch đoạn trái với đoạn phải. Thì khi đó mỗi một lần phân hoạch thì giống như bạn tiến hành, bạn gọi đệ quy lại của phân nửa của chính nó, đúng không? Tốt đẹp là chính là phân nửa chứ còn gì nữa. Còn không tốt đẹp thì tức là một trong hai đứa chính nửa giữa này nó sẽ có một đứa là bằng đúng cái tn này luôn. Đó là trường hợp xấu đó. Giống như hồi nãy mình phân đoạn thì mình thấy đó là phân đoạn 2 không có, phân đoạn 1 là toàn bộ phần tử luôn đó. Thì rơi vào trường hợp đó thì coi như là trường hợp xấu nhất, thì nó lên o n bình phương. Tại vì giống như trang như là nó tiến hành nó lặp lại một lần nữa với kích cỡ đó. Nhưng nếu như mà mỗi một lần trường hợp tốt đẹp là nó cứ chia đôi đi, mình tính xấp xỉ chia đôi, chứ thay vì nó chênh lệch nhau một hai phần tử thì cũng không sao, tại vì hệ số thì cũng được bỏ mà, phải không? Như vậy tức là nếu mà t n mà nó đệ quy á, thì nó sẽ bằng hai lần t của n chia 2, hai lần như vậy để thực hiện, tại vì nó gọi đệ quy hai lần, ở dưới nó quyết sót hai lần ghi kìa, mỗi lần mình cho cả khoảng phân nửa đi là t của n chia 2 cộng cho ở phía trên á, mình có cả khoảng ba phép gán, đúng không? Chưa kể thêm cái việc gì vô bên trong thực hiện chạy vòng lặp để chốt thằng y, rồi chốt thằng z, rồi swap, swap là thêm mớ phép gán nữa, rồi y tăng z tụt, rồi quay trở lại kiểm tra nếu thỏa lại cứ tiếp tục. Như vậy thì anh này rõ ràng nó thực hiện nhiều lần, và trường hợp xấu nhất là nó chạy tới hết để nó so sánh cái giá trị luôn, cho nên trong trường hợp đó anh đó nó có khoảng kích cỡ là n nhân cho số lượng phép gán của ba phép gán bên ngoài cộng với phép gán mỗi lần thực hiện của mấy cái thằng y bên trong, đó là thằng swap, thì nó sẽ có khoảng là C2 hàng số. Cho nên khi đó mình có thể rã nó về thành một cái hàng số C2 phép gán nào đó, nhân cho kích cỡ chạy là có khoảng N.
còn hai cái nhánh để quy thì có khoảng là 2 lần t của n chia 2, tại mỗi nhánh này mình cho có khoảng phân nửa đi, phân nửa mảng lại n chia 2. Rồi tới đó xác định công thức tới đó được chưa bạn? Dạ rồi con. Rồi sau khi có được công thức đó rồi thì bây giờ coi như thằng t của n chia 2 là phải rã để quy lần nữa. Như vậy rã để quy lần nữa thì tức là nó bằng lại nhiêu? 2 lần t của n chia 2 mà chia 2 thì tức là chia 4. Rồi C2 nhân cho n thì tức là lúc này kích cỡ còn lại nhiêu? Phân nửa n chia 2. Như vậy thì tức là C2 lần n chia 2. Thì vậy nhân vô thì bạn sẽ có được là 4 tn chia 4 cộng 2 lần C2 n chia 2. Phải chưa? Mà cộng với lại thằng C2n phía sau thì bạn có thể rút nó về còn là 2 của CN tiếp tục thế ngược vào. Thì bạn sẽ ra được cái giá trị này. Nếu mà bạn rã thêm lần, phải chưa? Như vậy bạn thấy là nếu mà tính vậy thì bạn có được con số 8. 8 này là bạn rã được ở cái lần mấy đó? Lần thứ ba phải không? Đây là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thì lại tiếp tục sao? 8 trên đây thì anh dưới này nó cũng là 8. Nó cộng cho 3 lần C2 như vậy vô tình nó ở đây mà nếu nó là 8 thì nó là giống như nó rã chia đôi mỗi lần cho nên là nó bằng 2 mũ 3. Anh này cũng 8 tức là cũng 2 mũ 3. Và vô tình cái 3 đó chính là cái hệ số đi kèm với C2 n phía sau. Như vậy bằng quy về được công thức tổng quát là 2KT của N chia 2 mũ K cộng cho K lần C2N. Như vậy nó muốn dừng thì khi nào? Nó muốn dừng đó là khi cái thằng đệ quy TN chia 2K đó nó phải là bằng 1, tức là nó trở về thành là T1. Mà nếu nó là T1 bằng 1 thì tức là N chia 2K mà bằng 1 thì tương đương với là cái việc đó là cái gì? N của bạn sẽ phải bằng 2 mũ K thì tụi nó chia nhau nó mới bằng 1. Mà khi n mà bằng 2 mũ k thì suy ra k là bằng log 2n. Rồi sau đó thế ngược vô để tính. Rồi thì ra được cái thuộc về log mấy thôi. Được chưa bạn? Dạ rồi ạ, em hiểu rồi, em cảm ơn cô. Rồi các đồng chí khác có chuyện gì nào? Rồi không thấy nói gì vậy bạn qua cái việc đó là về bài tập cách cài đặt. Dĩ nhiên anh này trên danh sách đặt cài đặt là còn đã thấy mệt rồi phải không? Anh này mà trên danh sách liên kết đó thì bạn thấy là bàn so nó sẽ hơi khó khăn hơn, tại vì các chỉ số bạn hơi khó xác định. Cho nên nó là cài đặt anh này thì mình lựa chọn danh sách đặt mình cài đặt đi. 100 phần tử thì số nguyên nhập với là số cái mạng đó trước thì có thể đó là nhập từ file giống như cái bài thực hành của tuần số 1 mà cô hướng dẫn các bạn đó. Chuẩn bị sẵn cái file có bao nhiêu phần tử đó, nhiều nhiều một xíu để tính vào thời gian thực thi cho nó thực thi như thế nào. Rồi sau đó thì bạn sao? Bạn tiến hành, bạn sẽ nhận dữ liệu từ file, xuất thông tin từ file ra. Sau đó mình viết cái thủ tục sắp xếp bằng quy sort theo tính chất của đề quy. Phải chưa? Rồi mình gọi và mình trả kết quả. Còn cái việc mà làm thêm á, là khi mọi người mà đánh giá cái độ phức tạp này là đang làm sắp xếp thứ tự là theo tăng dần thì mọi người có thể là tự đánh giá được cái việc này mà sắp theo gì giảm dần. Thì tương tự dĩ nhiên độ phức tạp của nó cũng vậy thôi,
nhưng mà thử ngồi sắp giảm dần mà bằng phân hoạch của Wishart đi. Ví dụ cái giải lúc nãy, giải ví dụ đó, bây giờ yêu cầu mọi người là sắp giảm dần, à, sắp giảm dần. Thì bây giờ tức là đoạn 1 á, là phải là những đứa lớn hơn, đoạn 2 phải là những đứa nhỏ hơn. Điều kiện để đi sau của chạy hai cái chỉ số hỗn lập qua bên trong á. Chứ còn nếu mà nói ý tưởng á, thì phải nói là đoạn 1 á, nó sẽ là những phần tử lớn hơn hoặc là bằng với là cái thằng pivot. Còn cái thằng đoạn 2 á, nó phải là những cái đứa mà nhỏ hơn bằng so với là cái pivot. Đó là nêu ý tưởng. Còn vô khi thực hiện so sánh thì phải so sánh là đứa bên đó thì phải là lớn hơn thì cứ tăng dần, còn đoạn hai bên kia đó là cứ phải nhỏ hơn thì giảm dần, bằng thì phải dừng ngay tại vị trí đó, tức là chí ít là để cho nó tăng hoặc là nó tụt là nó sẽ dừng lại được ở cái vị trí pivot đó. Có một số trường hợp người ta sẽ lấy cái pivot là phần tử cuối, mà nếu như lấy pivot là phần tử cuối á, thì khi mà người ta xét cái chỉ số của thằng Z á, người ta không có bắt đầu từ đứa cuối này mà người ta bắt đầu từ cái vị trí đó là phía trước của thằng cuối, tức là n trừ 2 á, để người ta đi tìm những cái vị trí phần tử chốt chặn. À, đó là cái ý tưởng, tức là coi như họ mặc định nó là cái thằng pivot đó nó sẽ thuộc vào phân đoạn 2. Ý tưởng của họ là vậy. Còn dĩ nhiên nếu như mà bạn làm một cái bài nào đó mà người ta không có quy ước là cái pivot của bạn là ở đâu hết á, thì bạn lấy pivot kiểu gì cũng được, lấy phần tử đầu cũng được, lấy phần tử cuối cũng được, lấy phần tử chính giữa cũng được, nhưng miễn sao lần thứ nhất đã lấy cái đứa nào thì lần thứ hai tiến hành phân hoạch á, cũng phải lấy y chang như vậy. Tức là ví dụ phân hoạch xong đoạn 1 với đoạn 2 thì đoạn 1 phân hoạch cũng phải lấy cái pivot với tính chất giống như cái lần trước phân hoạch, đoạn 2 cũng lấy tính chất pivot giống như lần trước phân hoạch. Rồi đoạn 1.1 phân hoạch cũng y chang như vậy, tương tự với lại 1.2, 2.1 hay là 2.2 vân vân. Thì khi đó bạn mới thấy là nó vận dụng được đúng cái tính chất đề quy để nó gọi là y chang. Được chưa? Rồi dừng vài phút trước khi cho bài tập để làm. Trong vài phút ha, cho suy nghĩ, ai thắc mắc cái gì thì cứ nêu. Cô chạy thử một lần cái phần tử đầu tiên làm private thử cô. Tức là lấy bài vật là phần tử đầu tiên phải không? Dạ. Rồi để xóa mấy cái này đi, để cho cái màn hình nó trống xíu. Rồi để dùng cái bút. Rồi bây giờ nếu mà bạn muốn dùng phần tử đầu tiên làm bài vật, tức là con x nó bằng anh này. Nếu mà dùng x làm bài vật thì người ta sẽ bắt đầu có thằng chỉ số thằng y á, là từ vị trí này. Tức là nếu như mà lấy đầu á, thì loại đứa đó ra khỏi danh sách và bắt đầu chốt chặn từ easy. Nếu lấy cuối á, thì cũng loại nó ra. Được chưa? Là coi như bắt buộc mặc định là mọi người thấy, tức là nó sẽ thuộc vào cái đoạn phân hoạch 1 hoặc là 2 tùy vào vị trí mọi người chốt. Bây giờ vẫn là đang muốn sắp tăng dần ha. Vậy y ở đây, z thì bắt đầu từ right rồi. Như vậy y ở đây thì là miễn sao là nó còn nhỏ hơn á thì nó sẽ sao các bạn? Nó sẽ tăng. Còn nó lớn hơn thì nó dừng, còn nó bằng thì nó dừng. Như vậy thì 30 lớn hơn, cho nên thằng Y dừng ở đây. Đúng không? Thằng Y dừng đây. Thằng Y dừng đây thì thằng C bắt đầu chạy. Phân đoạn 2 là mình muốn nó lớn hơn, cho nên thằng 101 là lớn hơn, cho nên nó sẽ sao? Tụt. 41 cũng lớn hơn, tụt. 72 cũng lớn hơn, tụt. 37 cũng lớn hơn, tụt luôn. 40 cũng lớn hơn, vẫn tụt. 19 vẫn lớn hơn, vẫn tụt. 30 vẫn lớn hơn, vẫn tụt. Tiếp tục tới 5. Dừng, tại vì bằng. Bằng thì khi đó y thế nào với z? Y nó đâu có còn nhỏ hơn bằng z, cho nên có swap gì không? Không. Mà không thì đi ra ngoài lại chuẩn bị cho một lần đi tìm vị trí swap mới thì cũng lại không có.
Cho nên j trong trường hợp này bằng 0, y bằng 1. Thì khi đó kết thúc lần lặp đi ra ngoài. Nếu như mà thằng left mà nó còn nhỏ hơn thằng j thì mới tiến hành phân hoặc bằng 1. Vô tình lúc này thằng left của bạn hồi nãy mình nói rồi là mình ấn định từ vị trí này phải không? Cho nên left nó đâu có nhỏ hơn j, cho nên coi như phân đoạn 1 là không cần phân hoặc nữa. Phải chưa? Phân đoạn 2 của mình đó là mình coi y có nhỏ hơn right không? Thì có, tại vì y nó nhỏ hơn n trừ 1. Cho nên lúc này toàn bộ từ y cho đến right sẽ là phân đoạn 2, như vậy nguyên cái đoạn này là phân đoạn 2. Được chưa? Lại tiến hành đi tiếp. Thì cái đứa này nó không thuộc phân đoạn nào, có sao không? Có gì đâu, đang đi sắp xếp mà coi như nó không phân đoạn nào, tức là coi như nó chốt vị trí đó rồi. Được chưa bạn? Dạ, được rồi cô. Rồi các bạn khác cứ nêu thắc mắc, tại vì biết thế nào cái này cũng thắc mắc nhiều lắm. Anh này có nhiều cách cài đặt mà, cho nên đọc tài liệu cũng đừng thắc mắc tại sao người ta chọn bài vợt là phần tứ đầu hoặc là phần tứ cuối hoặc là tứ mid đồ ha, đó là quyền của họ, đó là cái đặc thù dữ liệu của họ. Nhiều khi á phần tứ đầu phần tứ cuối trong cái phần dữ liệu họ lưu trữ nó có cái tính chất gì đó, cho nên họ chọn nó làm bài vợt. Còn bình thường nếu không biết tính chất gì hết thì người ta thường chọn mid đồ. Nhưng mà nếu chọn đầu hoặc cuối để làm bài vợt thì nó bớt được một phần tử trong quá trình nó chốt vị trí left với right. Thế thôi. Rồi, tiếp tục dừng lại xíu. Ai thắc mắc gì thì cứ nêu. Ủa cô, nếu mà nó chỉ có mỗi con số 5 vậy, nếu mà mình phân lần 2 thì mình có cần chia nó nữa không cô? Hay là mình giữ nguyên nó vậy thôi ạ? Cái tính chất hồi nãy mình nói đó, nếu cái giải của mình chỉ có một phần tử thì là mình dừng, mình không có phân hoặc anh đó. Tại vì sao? Tại vì nãy cô trả cho bạn trong trường hợp khi mà n của bạn mà bằng một đó, thì tức là lúc đó cái đây nè, nếu mà n bằng một thì đi vô lấy với ra của bạn là chắc chắn là cũng cùng chỉ số phải không? Cùng chỉ số thì lúc này y với lại j của bạn hay là nó bằng, hoặc bạn có thể bạn giảm bớt số lượng so sánh thực hiện của nó bằng cách bạn chỉ cho nhỏ hơn thì mới tiến hành thực hiện thôi. Thì các đoạn này đâu thực hiện đâu, mà nó không thực hiện thì y với j của bạn nó vẫn còn là chỉ số của thằng không, thì lúc đó chắc chắn left nó cũng không nhỏ hơn j mà y nó cũng không có nhỏ hơn right, cho nên chắc chắn là nó ngưng phân hoặc, tức là nói chung có một thì là giải đó nó sẽ dừng, nó không có phân hoặc nữa, một thì nó có thứ tự rồi. Rồi trong thời gian chờ ý kiến thắc mắc gì đó điểm danh trước đi, xong rồi nói tới bài tập. Rồi 2002 đúng không? Rồi hôm nay mà những bạn mà nó vắng liên tục tì thì khỏi điểm danh nữa ha. Rồi còn mấy bạn mà hôm trước thực hành nó thì có đánh số để biết đó là theo ca nào rồi. Nay là lý thuyết đúng không? Lý thuyết tuần thứ 3, 15 tháng 11. Rồi, Thiên Nhã. Nguyễn Thiên Nhã. Quá. Có Đặng Minh Quang. Đặng Minh Quang.
Văn. Nguyễn Văn Hữu. Dạ có. Rồi, Trần Định Quốc. Chỉ này lúc có lúc không, chắc bỏ môn hay sao? Văn. Hồ Nhật Huy. Rồi, chắc cũng bỏ môn hay sao? Bạn này thì chắc bỏ môn rồi. Lưu Thành Tâm. Văn. Hồng Thanh Thuận. Dạ có. Sao mấy hôm trước nãy giờ không biết? Dạ có. tại ngày hôm nay có một lớp trùng giờ Ủa cô. sao em không xin đổi qua lớp kia? Anh Huy. Tại em không có biết á. Cao Huy. Lưu Thành Tâm có cô ơi. Lô Thành Tâm. Ủa thì sao hôm nay cũng mới xuất hiện? Đó. Dạ em bị cũng bị trùng lịch đó cô. Sao không đổi lớp? Em không biết rồi, tại em đăng ký hai môn của Nguyễn cô thầy Nguyễn Chí Thanh, cái phần là hai giáo viên Dạ tiếp có. nhận đấy thì thành trùng lịch luôn. Rồi ok, nhưng mà cái này giữa khoa có sinh hoạt để cho các bạn đổi lịch mà, nếu không bây giờ dạy mai mốt thì làm sao mà các bạn Dạ, tại hôm bữa em cũng học em không thấy cái Gmail khi mà tham gia cái vấn đề của thầy Nguyễn Chí Thanh cho nên em cũng không biết luôn. khoa không xử lý nữa là tại vì đó là các bạn báo trễ quá, tại vì khoa cho thời hạn các bạn đó là sau khi sinh hoạt xong mới là thời hạn nào mà theo như phòng quản lý đào tạo xử lý thôi, cho nên bây giờ khi mà phòng quản lý đào tạo đã chốt thì khoa đâu thể nào xử lý được nữa, các bạn báo trễ quá là như vậy á. Tức là cái lúc mà yêu cầu sinh hoạt thì các bạn không chịu sinh hoạt á, bạn không tham gia. Rồi thì các bạn phải chịu thôi, trùng giờ là các bạn phải chịu luôn á. Ngày mốt nhớ thi rồi này kia gì đó thì cho phù hợp. Rồi hồi nãy Hồng Thanh Thuận rồi đúng không? Dạ. Rồi Đặng Thanh Huy. Đồng chí này chắc vắng luôn. Rồi vậy là phải chịu khó đọc lại rồi, để ai mà bị trùng lịch gì đó thì hôm nay có hay không thì nói. Đặng Hoàng Nguyên. Đó. Rồi Diệp Hoàng Phi. Diệp Hoàng Phi vắng à. Nguyễn Hữu Duy Lâm vắng. Phan Nguyễn Hồng Hân vắng. Nguyễn Quang Hậu vắng. Nguyễn Tuấn Hưng vắng. Vũ Trung Kiên. Dạ có. Rồi Phạm Tài Lộc. Cho có. Nguyễn Văn Minh. Nguyễn Văn Minh vắng. Nguyễn Trà My. Nguyễn Trà My vắng. Nguyễn Đình Nam. Có. Liên Tú Nhi. Liên Tú Nhi vắng. Cao Thiên à, xin lỗi, Dương Tuấn Tài vắng. Bạn này là chuyển CS01 đúng không? Rồi Nguyễn Võ Văn Thiện. Nguyễn Võ Văn Thiện vắng. Phạm à, xin lỗi, Lưu Tiến Triển. Bạn này là chuyển CS01 nên em sắp qua kia rồi. Phạm Duy Hoàng vắng. Văn thì Mỹ Liên là qua CS01. Lê Trọng Nhân vắng. Trần Hà Phương vắng. Lê Thị Bích Trâm. Dạ có. Rồi Thái Gia Vương. Dạ cô ơi, Hà Phương có cô ơi. Trần Hà Phương là có phải không? Dạ. Trần Hà Phương. Sao mấy buổi trước vắng vậy em? Dạ tại em tới khúc cuối điện thoại em tắt nguồn rồi em không có điểm danh được cô, em xin lỗi. Rồi đó. Dạ. Mà sao 3 buổi luôn vậy, để vắng hết Dạ rồi tại không? buổi Lê Thị Bích Trâm. Dạ có. Rồi Thái Sa Vương vắng phải không? Bạn này Hà Trung Hiếu là qua CS01 nên mình sắp ra bên kia rồi. Nguyễn Văn An. Dạ có. Nguyễn Ngọc Thiên Ân. Nguyễn Ngọc Thiên Ân vắng rồi. Cao Ngọc Hiếu. Dạ có.
Nguyễn Phạm Thanh Hoàng, Dạ có. Bùi Nguyễn Quang Huy, Vắng phải không? Liêu Hà Phương Huy, Thì có. Nguyễn Đặng An Khang, Vắng phải không? Huỳnh Hữu An Khương, Vắng. Hồ Văn Lĩnh, Dạ có. Lê Hữu Mạnh, Vắng. Huỳnh Trọng Nghĩa, Vắng. Đoàn Trung Nguyễn, Vắng. Nguyễn Minh Nhật, Dạ có. Nguyễn Thị Ý Nhi, Dạ có cô. rồi Lê Huỳnh Phát, Vắng. Lê Văn Phôn, Vắng. Nguyễn Hùng Phương, Có. rồi Võ Thiện Việt Quang, Vắng à. Phan Thị Hồng Quế, Dạ có. Đặng Hoàng Như Thủy, bạn này chuyển bên kia, anh danh sách qua kia rồi. Nguyễn Huỳnh Minh Trí, Vắng. Phạm Minh Trí, Vắng. Nguyễn Anh Tuấn, Vắng. Ngô Sài Ổ, Dạ có. rồi Nguyễn Thảo Vy, Dạ có. Đỗ Công Sơn. Dạ có. Rồi, ok. Các bạn nào không có tên à? Tên gì bạn? Đặng, Đặng gì? Dương Tuấn Tài, nãy có đọc mà. Rồi, có phải không? Rồi, bạn nào nữa không? Kéo lại từ từ cho coi ha, đó. Bạn nào có thấy mình vắng thì anh em, nếu như mà nãy kêu mà lên tiếng bên đây không nghe hoặc là sao đó. Có bạn Trần Định Quốc ở trong nhóm chat có kêu có hay không? Trần Định Quốc, Trần Định Quốc đâu rồi, cái chữ Quốc đâu rồi, có Nó đầu quá cô ơi. cái số cái danh sách mà không bao giờ nó xuất cho tôi, thì em có bê đó, tôi chán ghê. Rồi cái tiền mốt tôi vô điểm tôi cũng ngồi tôi giàu muốn chết tôi mà kêu xuất em B thì không chịu xuất, sắp lại thì sợ anh không theo đúng thứ tự ưu tiên tên trùng rồi tới tên tới tới họ lót gì đó, khổ dễ sợ. Rồi kéo xuống phía dưới, ai có bị sai thì báo. Rồi được chưa? Rồi bây giờ bạn nhìn lại cái đoạn code của bạn nè, về nhà suy nghĩ nè, để bữa sau thực hành sẽ sửa nè. Thứ nhất là về tập làm quen cho cô là bạn cho hết tất cả các giải. Ví dụ đi, cô sẽ cho học giải khác, ví dụ rơi vào trường hợp anh này nó phải là số lớn nhất. Cho nhảy ngẫu nhiên thôi. Bạn tiến hành bạn dùng cho cô bạn tính pivot bằng cả ba cách, bạn sắp xếp bằng cả ba hình thái của cái việc quickshot. Tức là chọn pivot là đứa đầu tiên, hoặc chọn pivot là middle, chọn pivot là đứa cuối cùng. À, tương ứng với là cái việc đó, code của bạn cũng sẽ thay đổi theo cái phần code đó. Anh này chắc chắn là X nó cũng phải khác đúng không? Do nó khác cho nên left với right cũng phải bắt đầu từ vị trí nào đó khác. Giống như cô nói đó, nếu chọn pivot là phần tử đầu thì left á, loại anh nó ra. Phải chưa? Hoặc là nói nôm na bạn cho left bằng không cũng được, tùy. Nhưng thằng Y á, để bắt đầu chạy á, thì phải bỏ phần tử đầu tiên mà làm pivot ra. Còn nếu như bạn chọn pivot là phần tử cuối á, thì bạn để left right như cũ vẫn được. Nhưng mà thằng Z để bắt đầu chạy á, là phải bắt đầu từ phần tử phía trước cái thằng cuối cùng. Nói nôm na là bỏ thằng pivot ra. Chỉ có trừ khi thằng pivot là chính giữa đó,
thì lúc đó mới sao, cứ y bằng left, z bằng right và cứ tính bình thường. Tương tự ở đây, nếu mọi người muốn bớt cái số lượng một lần, nó lọc nó đi so sánh vào bên trong để bớt được cái việc so sánh. Chứ trên thực tế nếu như mà y bằng z chạy vô bên trong nó cũng chả thực hiện được cái việc gì đâu, phải không? Nó cũng chả thực hiện được việc gì đâu, cho nên đây bớt một lần lặp cũng được. Tương tự khi y bằng z khỏi swap cũng được, tức là bạn bỏ bớt cái việc là những cái đứa mà nó tính chất nó bằng nhau để tiến hành swap, thì những cái việc đó cũng có thể sử dụng. Tuy nhiên lưu ý ha, tuy nhiên lưu ý là gì, nếu như rơi vào những cái trường hợp mà vô tình thằng y với thằng z của bạn nó dừng lại ở ngay cái chỉ số cùng là vị trí của thằng pivot, tức là giả sử là middle, chỉ có trường hợp middle mới gặp cái việc đó thôi, thì tụi nó sẽ làm sao? Nó sẽ swap với chính nó, rồi nó tăng nó tụt, thì vô tình á, giống như là ví dụ đi cô nói nó dừng lại ở ngay vị trí chính giữa đi, giả sử cái giải như vậy là cái xuống dưới đi, là mấy cái mà râu ria này bỏ rồi để cho dễ thấy. Ví dụ như cái giải của bạn là đang có đó là 20, 40, rồi lại giá trị đó là 50 rồi 60. Cái này là 4, 4 chia 2 là được 2. Pivot của bạn sẽ là 50, phải không? Pivot của bạn là 50 thì thằng Y của bạn á, nó sẽ tăng. Nó dừng lại ở con 50. Z của bạn á, nó cũng sẽ dừng lại ở 50. Phải chưa? Thì khi đó trong trường hợp này, nếu mà bạn tiến hành bạn cho tụi nó swap với nhau thì cũng được. Nếu mà swap xong á, rồi thì sao? Y tăng, Z tụt, thì Z xuống đây, Y lên đây, đồng nghĩa với lại cái việc các bạn sẽ thấy là phân đoạn 1 có chỉ có 20, 40, phân đoạn 2 từ Y cho đến Right thì sẽ là chỉ có con số 60. Thì các bạn nói là trong trường hợp đó vậy em bỏ con số 50 nó vào cái anh nào? Đâu có gì đâu, nó chốt chặn nó nằm ngay tại vị trí đó luôn, tức là nó được sắp xếp được mình anh đó rồi. Còn nếu như mọi người mà cho Y nhỏ hơn Z mới swap thì khi đó nó bằng là không swap, và không swap thì Y vẫn bằng anh này và Z vẫn bằng anh này, đồng nghĩa với lại việc á, phân đoạn 1 của bạn cũng có nó mà phân đoạn 2 của bạn cũng có nó. Cho nên nếu như mà bạn bạn sợ tốn một lần của cái việc swap thì bạn lại bị cái việc đó là pivot nó xuất hiện ở cả hai bên, cả hai phân đoạn, nếu rơi vào trường hợp này. Còn nếu như mà mọi người cho nó swap thêm một lần khi mà y bằng z thì mọi người đã có thể bỏ ra được cái trường hợp là cái đứa nào mà bằng nhau ngay tại chỉ số pivot thì nó sẽ được loại ra khỏi cái việc đó là gì, xét cái chỉ số phân đoạn 1, phân đoạn 2, tại vì nó đã chốt được vị trí của nó ở đó là phù hợp. Thì tùy mọi người thôi, được chưa? Trên thực tế cái nào nó cũng ra được kết quả đúng, tại vì sao, nó thuộc về đứa nào thì nó sắp xếp xong cuối cùng nó cũng vậy thôi, ổn thỏa, được chưa? Tập về suy nghĩ cài đặt xong mà thử chạy với lại cái bài tập này mà với cả ba hình thức pivot, chạy tới cuối cùng luôn nha, tức là phân đoạn lần thứ nhất ra phân đoạn 1, phân đoạn 2, tiếp tục lấy phân đoạn 1 phân tiếp, rồi phân đoạn 2 phân tiếp, phân cho đến khi nào mà mỗi một cái phân đoạn con nó chỉ còn có một phần tử là mình biết khi đó nó dừng. Thì vô tình trong quá trình nó phân hoạch như vậy, tức là gì các bạn, nó đi sắp xếp luôn rồi đó, được chưa? Rồi đó là toàn bộ nội dung của cái phần workshop. Tuần này khi cài đặt thì mình sẽ cài đặt bằng với cả ba hình thức luôn, pivot nó như thế nào đó. Nhà mình cũng sẽ dĩ nhiên cũng sẽ sắp tăng dần và giảm dần.
Rồi được chưa? Còn gì thắc mắc không? Kiếp shop còn cái gì hỏi không? Còn không thì mình sẽ kết thúc 3 chương đầu tiên rồi đó nha. Rồi nếu không còn gì để hỏi thì thôi mình nghỉ nha. Rồi chuẩn bị bài để có gì thực hành với lại làm bài tập. Rồi vậy nha, chào các bạn. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô.